Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Chuyện Hay Và ngay sau đây, không để các bạn chờ lâu Anh Nê xin mời các bạn cùng đến với tập 2 của nội dung câu chuyện nhé Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ Lạc tranh nghe vậy, mặt biên sắc, ánh mắt lộ rõ nét lạnh lùng Thì người tiên sinh, hy vọng ngài tự trọng một chút Dù nói thế nào, nàng cũng là bạn gái bạn thân của hắn Chẳng lẽ, tên đàn ông lăng nhăng này lại không có chút khái niệm đạo đức nào Sao hắn có thể nói với nàng những lời bập mờ ám muội như vậy Thương yêu không chút tức giận, khẽ ngồi thẳng dậy, Khóe môi nở nụ cười tà. Thương yêu tiên sinh, tôi hy vọng chúng ta có thể nói đến chuyện chính. Lạc Tranh hít sâu một hơi, Đè nén tâm tình đang khẩn trương, nhìn về phía hắn, dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh và tỉnh táo thường ngày. Lạc tiểu thư chẳng phải muốn bàn chuyện hợp tác sao? Thương yêu hoàn toàn buông nàng ra, ngồi thẳng lại ở ghế lái, nhếch miệng. Tôi nói rồi, tôi thích hợp tác với người có thành ý. Chẳng lẽ trong mắt thương yêu tiên sinh Tất cả những việc tôi làm hôm nay còn chưa đủ thành ý Lạc tranh nhẹ nhàng lên tiếng Tôi hy vọng là tiểu thư có thể hiểu rõ một điều Thương yêu quay đầu nhìn nàng Mang theo sức mạnh trấn áp Nếu muốn hợp tác Cô phải thể hiện thành ý của mình Hôm nay mới chỉ là bắt đầu Tôi không hứa hẹn những gì cô làm hôm nay Có thể đổi lấy cơ hội hợp tác Lạc tranh nghẹn lời Móng tay cơ hồ muốn xuyên thấu lòng bàn tay Nhưng vẫn nở nụ cười bình tĩnh thường ngày không biết thương yêu tiên sinh còn muốn gì nữa đây thương yêu nhún vai hai tay buông thõng đây là chuyện lạc tiểu thư cần phải suy tính đi nếu cô muốn hợp tác phải làm cho tôi thấy thành ý của cô nên biết thành ý phải thể hiện bằng hành động còn việc cô thể hiện như thế nào không liên quan tới tôi thương yêu tiên sinh xin nhắc cô một câu thương yêu không cho nàng trước cơ hội lên tiếng giọng điệu nhàn nhạt mang theo quyền lực không chế hết thảy văn phòng luật sư nổi tiếng thế giới nhiều không kể xiết vì sao tôi phải nhất định hợp tác cùng các vị lạc tiểu thư muốn hợp tác phải xem cô sẽ làm thế nào tâm tư lạc tranh bất giác căng lên nàng biết rõ những gì hắn nói đều là sự thật đúng vậy trên thế giới có rất nhiều văn phòng luật danh tiếng cho hắn lựa chọn bọn họ chỉ có thể được coi là một trong số đó mà thôi người đàn ông này nhìn bề ngoài có vẻ bất cần đời bộ dạng tà mị lười biếng nhưng tâm tư vô cùng tinh tế nếu không khiến hắn hài lòng hắn tuyệt đối sẽ không vì quan hệ bạn bè mà thiên vị. Nàng âm thầm hít sâu một hơi, xem ra nhất định về hao tốn không ít tâm tư về hắn rồi. Vì tương lai của văn phòng, nàng không thể không giành lấy sự tín nhiệm của hắn. Khách sạn Park Hack Red phòng hoàng gia. Bóng đêm mê say lòng người, trên cửa kính, phản chiếu hình ảnh lạc tranh đang dạo từng bước trong phòng. Peter, cảm ơn thông tin của anh. Cúp điện thoại, lạc tranh thở vào nhẹ nhõm, ném điện thoại lên sofa, cả người mệt mỏi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh bàn tay đàn ông ôn nhu vòng qua đặt lên bờ vai nàng nhẹ nhàng xoa bóp lạc tranh nhắm mắt lại hàng lông mi thật dài giống như cánh bướm khẽ rung động đau nhức trên bả vai nhờ bàn tay kia xoa bóp đã thả lỏng đôi chút nhẹ nhàng áp bám vào lòng bàn tay đó lạc tranh khẽ thở dài tranh tranh nếu không chúng ta quên đi trở về hồng kông tìm cách khác Ôn Húc Khiên đau lòng nhìn bộ dạng mệt mỏi của nàng khẽ nói. Lạc Tranh mở mắt, nghiêng đầu nhìn Húc Khiên, tiếng nói dịu dàng nhưng vô cùng kiên quyết. "Không được, em nhất định phải giành lấy vụ hợp tác này." "Anh không muốn em vất vả như vậy đâu." Ôn Húc Khiên đau lòng nói. "Chuyện này em đừng bận tâm nữa, anh sẽ nói chuyện với Thương yêu Húc Khiên thì Nghiêu sẽ không bị giao tình với anh mà hạ thấp điều kiện đâu. Lạc Tranh ngồi dậy, dựa người vào húc khiên nằm lấy bàn tay anh yên tâm đi chuyện mà em đã làm nhất định sẽ làm đến cùng em đã tra được lịch trình ngày mai của hắn rồi ôn húc khiên cúi đầu nhìn nàng ánh mắt có chút trần trừ. tranh tranh em muốn nếu hắn muốn nhìn thấy thành ý của chúng ta vậy chúng ta sẽ cho hắn thấy lạc tranh nói nét mệt mỏi trong mắt hoàn toàn biến mất thay vào đó là ý chí chiến đấu rực lửa chỉ cần chúng ta làm thật chu toàn Em không tin, hắn sẽ không động lòng Vì văn phòng Vất vả cho em rồi Ô Đúc Hiên đau lòng ôm chặt nàng Thì thầm, mấy ngày nay Hắn cũng hối hả ngược xuôi Mong tìm kiếm thêm nhiều cơ hội hợp tác Ô Đức Hiên luôn tin tưởng Lạc Tranh là một người nói được làm được Tuy nàng là phụ nữ Nhưng năng lực không hề thua kém đàn ông Thậm chí còn tốt hơn Văn phòng luật chỉ trong vài năm ngắn ngủi Có thể phát triển thần kỳ như vậy Không thể thiếu công lao của Lạc Tranh còn nói những chuyện này làm gì lạc tranh xoay người vòng tay ôm lấy cổ húc khiên ánh mắt vô cùng dịu dàng chuyện của anh cũng là chuyện của em cũng như năm đó em tốt nghiệp đại học chuyện của em cũng là chuyện của anh nhờ tới những năm học đại học nếu không có ôn húc khiên nàng thật sự không biết sẽ vượt qua như thế nào khi đó cha nàng vì nợ cờ bạc bị chủ nợ bức phải nhảy lầu để lại món nợ khổng lồ cho hai mẹ con vì trả nợ nàng phải đành nghỉ học đi làm kiếm tiền nhưng vẫn kiên trì danh giới cuối cùng chỉ tiếp rượu chứ không qua đêm nhưng có một lần một gã khách hàng say rượu tính cưỡng ép nàng trong lúc giảng co may bắn ôn húc khiên xuất hiện anh là đàn anh cùng trường cũng là chủ tịch hội sinh viên sau khi biết chuyện của lạc tranh đã đi tìm nàng theo quan điểm của anh một sinh viên giỏi luôn giành được học bổng như nàng mà nghỉ học thì thật sự đáng tiếc về sau lạc tranh với sự giúp đỡ của ôn húc khiên đã có thể tiếp tục hoàn thành việc học từ buổi anh xuất hiện tại hộp đêm đó, trong chớp mắt, Lạc Tranh đã quyết định sẽ dùng toàn lực để báo đáp người đàn ông này. Thời gian trôi đi, quan hệ giữa họ ngày càng thân thiết, Lạc Tranh cũng dần cảm mến ông Húc Khiên nhiều hơn. Khi Ôn Húc Khiên đứng ra thành lập văn phòng luật riêng, nàng cũng không nói hai lời, trực tiếp cùng anh gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, từng bước làm nên thành tựu ngày hôm nay. Tranh Tranh Ôn Húc Khiên bị nét nhu tình Nếu mắt nàng lan sang, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn thâm tình vạn trùng cúi đầu xuống đôi môi ấm áp chạm vào đôi môi đỏ mọng của nàng vô cùng say mê thân thể lạc tranh mềm mại như nước để mặc bàn tay đàn ông nâng nàng lên tiếng thở dốc yêu kiều đáp lại nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt của ôn húc khiên mỹ nhân mềm mại trong lòng khiến nhiệt tình của ôn húc khiên không ngừng dâng cao trong cơ thể sinh ra một loại cảm giác nóng bỏng quen thuộc đem người con gái trong lòng ôm càng chặt khiến cho thân thể mềm mại của nàng kể sát chính mình ánh mắt ôn nhu thường ngày cũng biến đổi ngay cả tiếng thở cũng ngày một thô trọng húc khiên lạc tranh có thể phát giác thân thể của anh biến hóa vòng tay nhỏ bé quấn quanh cổ anh đổi thành trống lên lồng ngực sắc mặt ửng hồng một tiếng thì thầm cơ hồ một lấy mạng ôn húc khiên anh chẳng qua là người đàn ông hết sức bình thường nhất là đối diện với một người đẹp như lạc tranh Bàn tay đang nâng eo nàng bắt đầu không ăn phận di chuyển lên xuống đem theo cuồng nhiệt nóng bỏng xuyên qua lớp vải. Cảm nhận rõ ràng cơ thể mềm mại như không xương của nàng. Sau một khắc, bể lấy người con gái trong tay bước vào phòng ngủ. Khi thân thể lạc tranh tiếp xúc với mặt giường mềm mại mới phản ứng lại, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị ôn húc khiên đè xuống. Thân thể nhỏ nhắn hoàn toàn bị thân hình to lớn của húc khiên đè lên. Ngay lập tức, đôi môi nóng mỏng của anh rơi xuống tham lam chìm cứ hương thơm nơi đôi môi đỏ mọng của nàng. Húc khiên, lạc tranh không biết làm thế nào cho phải. Khi môi anh trượt xuống phần gáy, nàng chợt cảm thấy ngực dâng lên một hồi lạnh lẽo. Húc khiên, đừng như vậy. Nàng đem hai tay chống lên lồng ngực của anh, ánh mắt bê ly như mộng ảo. Ôn húc khiên đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, cúi đầu xuống, dòng mũi anh Tuấn khẽ áp lên má nàng, không có cảm nhận được hơi thở hồn hển của anh. Ngay cả giọng nói cũng trở nên thô cát, khàn khàn. Chanh tranh đêm nay ở lại trong phòng của anh, được không? Anh đưa ra lời mời vô cùng trực diện. Húc khiên, chanh tranh cho anh, được không? Ôn Húc khiên buông bàn tay nhỏ bé của nàng, một lần nữa đè xuống, ôn nhu, hít lấy gương mặt xinh đẹp. Em có biết anh yêu em nhiều thế nào? Có biết anh muốn nhận được tất cả mọi thứ của em đến nhường nào không? Húc Kiên, anh tỉnh táo lại chút. Lạc tranh bị dọa đến không dám động đậy. Nàng đương nhiên biết rõ ôn Húc Kiên sẽ không ép buộc mình. Cũng biết anh rất yêu thương mình. Nhưng là người đàn ông ôn nhu nhất vào giờ phút này vẫn vô cùng nguy hiểm. Nàng chỉ có thể dịu dàng lên tiếng. Chuyện này không phải chúng ta đã bàn kỹ rồi sao? Anh biết em muốn lưu lại thời khắc đẹp đẽ nhất cho đêm tân hôn. Nhưng mà... Ôn Đúc Kiên hô hấp có phần nặng nề nhất là khi người con gái bên dưới lại vô cùng mềm mại tranh tranh em là người con gái duy nhất anh muốn cho cuộc đời này anh yêu em còn muốn nắm tay em đi cả cuộc đời em sớm muộn cũng là của anh không phải sao đã như vậy anh sẽ bằng lòng chờ thêm chứ lạc tranh ôn nhu như nước nhìn hắn nhẹ nhàng nói anh đợi đã ba bốn năm rồi tranh tranh em không thể tản nhẫn như vậy ôn húc khiến nâng ngón tay của nàng trừng phạt gặm cắn nhìn về mặt nàng cất tiếng kêu đau mềm mại trên mặt anh lại càng tràn ngập xuân tình húc khiên nếu như anh thật lòng yêu em thì nên tôn trọng em ôn húc khiên nặng nề hít vào một hơi cố gắng thả lỏng thân thể căng cứng lại không chống đỡ nổi hương thơm của nàng đem cả khuôn mặt vùi trong mái tóc mềm mại thì thầm bên tai tranh tranh sau khi nhận được vụ hợp tác này gả cho anh được chứ không phải đàn ông luôn coi hôn nhân là phần mộ tình yêu sao lạc tranh cảm động nhìn anh gương mặt xinh đẹp lộ ra chút dịu dàng khi ở trước mặt anh nàng không phải giả bộ cường thế anh thì cho rằng hôn nhân là thiên đường ôn húc khiên khẽ hôn nàng bởi vì anh yêu em bởi vì anh không đợi được nữa anh muốn em là của anh hoàn toàn thuộc về anh húc khiên lạc tranh vô cùng cảm động vùi đầu vào trong ngực anh đời này kiếp này có thể có được một người đàn ông yêu sâu đậm như vậy là chuyện hạnh phúc dường nào. Nàng thường xuyên cảm giác mình không phải là người may mắn. Kể từ khi gặp được Húc Thiên, nàng mới biết cái gì gọi là vận may. Đúng vậy, Húc Thiên yêu nàng, cho nên mới kiên trì tôn trọng yêu cầu của nàng đến vậy. Bảo nàng làm sao có thể không yêu anh đây. Trường ngựa hoàng gia, vừa nhìn vào có thể nhận ra tất cả đều là các loại giống ngựa quý hiếm. Một chữ ngựa bạch được dắt ra, Lạc tranh, đầu đội nón kỵ sĩ, áo vest màu trắng, ngay cả găng tay cũng cùng màu, phối hợp với quần ống bó và thủng kỵ mã, vô cùng gọn gàng, toát lên mười phần khí thế. Trên thế giới, ước chừng có hơn 300 loài ngựa, nhưng nổi tiếng nhất phải gây đến hãn huyết mã, ngựa thuần chủng và ngựa Ả Rập. Cả trường đua chỉ có một con tuần mã đang phi như bay, con ngựa này chỉ có bậc vương thất hoặc nhà giàu sang quyền thế mới có khả năng sở hữu. Bởi nó là loài ngựa có huyết thống thuần chủng có thể nói là thượng phẩm ngựa A Dập. Ngựa A Dập có nguồn gốc từ vùng hoang mạc Trung Đông, sức sống của nó vô cùng mãnh liệt, khiến hiếm có loài ngựa nào có thể sánh kịp. Chính bởi vậy, giá trị của mỗi con ngựa A Dập không hề thấp, nhưng vẫn được vô số vương thất cũng như những người giàu có yêu thích và muốn sở hữu. Cả trường đua rộng lớn chỉ có mình thương yêu dục ngựa phi nước đại. Hắn mặc một bộ đồ kỵ mã màu đen, không đội mũ bảo hiểm, không khó để nhận ra hắn vô cùng tinh thông thuật cưỡi ngựa. Hơn nữa còn là mẫu đàn ông thích mạo hiểm Thân hình cao lớn Ngồi thẳng lưng trên con ngựa cao to Sự tương hỗ lẫn nhau Khiến vẻ tự tin cùng tính ưa vận động Càng được khuếch đại Khiến người khác nhìn vào Có một cảm giác không thể kiểm soát Là tiểu thư Hôm nay thì yêu tiên sinh Đã bao toàn bộ nơi này Nếu không sao chỉ có mình anh ta phóng bay như vậy chứ Quản lý trường đua bối rối nhìn lạc tranh Người đàn ông cao lớn kia Là hội viên cao cấp nơi này Ông ta cũng chẳng dám bắt tội Lạc tranh khẽ nhau mắt vì bị ánh nắng chiếu vào Bộ đồ kỵ mã màu trắng Càng tôn thêm vẻ lộng lẫy của làn da trắng mịn Nghe quản lý nói vậy Chỉ khẽ cười Ông yên tâm, tôi sẽ không để ông phải khó xử Nếu thương nghiêu tiên sinh trách tội Tôi sẽ cánh chịu mọi hậu quả Nhưng mà Tiếng ngựa hí từ xa vọng lại Vẫn vô cùng dũng mãnh Chỉ thấy thương nghiêu gỉ cương ngựa Khoan thai, điều khiển tuấn mã theo hướng lối vào Thân hình cao lớn trên lưng ngựa Toát lên vẻ ngang tàn, như thể che khuất ánh mặt trời. Trái tim lạc tranh bất giác dao động, nàng không thể không thừa nhận người đàn ông này thực có khả năng khiến người khác si mê vô điều kiện. Như lúc này đây, hắn cuồng ngạo hệ tiêu một đế vương thời chiến quốc, vững vàng cưỡi trên lưng ngựa, điệu bộ uy quyền khiến người khác không dám trái lời. Nhưng mà... Lạc tranh nhạy cảm, phát hiện ra tầm mắt hắn cũng đang hướng về phía bên này. Đôi môi mỏng tà mị khẽ nhếch lên, tựa hồ có chút nghiền ngẫm, Nàng cắn cắn môi đầy khiêu khích Đem mũ bảo hộ ném cho người quản lý Nhanh nhẹn xoay người lên ngựa phi nước đại Bạch bã như một tia chớp bạc Hướng về phía thương yêu lao tới Tư thế vô cùng dũng mãnh Trong chớp mắt Lạc tranh gìm cân ngựa trước mặt hắn Nhận thấy ánh mắt hắn đặt toàn bộ lên người nàng Thái độ vô cùng hứng thú Thế nghiêu tiên sinh Hôm nay thật rảnh rỗi Cho dù đang ngồi trên lưng ngựa Lạc Tranh vẫn cảm thấy hắn tựa như một đế vương cao cao tại thượng. Cũng khó trách, con ngựa hắn đang cưỡi là con ngựa vô cùng nổi tiếng, thân hình cao lớn, chỉ có dáng người mạnh mẽ như hắn mới có thể khống chế được sức mạnh hoang dã của nó. thương Nghiêu vỗ vỗ đầu ngựa, đôi môi mỏng hơi cong lên. Hôm nay, thật sự tôi rất nhàn rỗi, nhưng mà lập tiểu thư xem ra không phải bỗ người như vậy. Để có thể điều tra ra hành tung của tôi, quả thật, hao tổn không ít tinh lực. đôi mắt lạc tranh có chút lúng túng, sau một khắc, liền nở nụ cười xinh đẹp, lộ rõ lúng đồng tiền, cất tiếng nói vô cùng rõ ràng. Thiên người tiên sinh là người thông minh, đương nhiên hiểu rõ mục đích của tôi. Đúng vậy, tôi là muốn tranh thủ cơ hội hợp tác với công ty ngài. Thiên Nghiêu thoải mái cười to, ánh mắt trời chiếu vào, càng làm nổi bật thân thể cường tráng của hắn. Nhìn về phía Lạc Tranh, lên tiếng vài nửa thật nửa giả. Muốn hợp tác? Được, vậy xem khả năng cưỡi ngựa của cô thế nào. Nói xong, hắn dục ngựa lao nhanh về phía trước. Lạc Tranh thấy vậy, Ánh mắt có chút căng thẳng, vùng dây cường lên. Bạch bão tung vó, lập tức đuổi theo. Trường đua nhanh chóng biến thành cuộc đua giữa hai người. Thương yêu dũng mãnh thúc ngựa, bóng người đỏ sẫm lướt trên đường đua, mà lạc tranh cũng không chịu kém thế. Theo sát phía sau, từng bước tiến lại gần, hệt như một cơn gió xinh đẹp. Cuộc đua giữa một người đàn ông cao lớn và một phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp trở thành một quang cảnh vô cùng độc đáo. Người đàn ông cố ý trêu đùa, người phụ nữ ung dung ngân chiến. Cơn sóng ngầm giữa họ Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được Làm luật sư Không chỉ đơn giản là cùng tranh biện trên tòa Tòa án trước giờ là thiên hạ của đàn ông Phụ nữ muốn tham gia Càng phải cố gắng và chịu vất vả gấp nhiều lần so với họ Về điểm này Khi quyết định chọn khoa luật Lạc Tranh đã hiểu khá rõ Với sự giúp đỡ của ôn húc khiên Khi trở lại trường đại học Lạc Tranh tập trung vào lĩnh vực thương mại Từ đó nàng cũng không ngừng tự bồi dưỡng kiến thức cho bản thân Mục tiêu của nàng rất rõ ràng nàng muốn làm cố vấn pháp luật cho những tập đoàn xí nghiệp nổi tiếng chính vì mục tiêu này nàng càng phải am hiểu tường tận mọi hoạt động của nó giám đốc là người thế nào thích ăn món nào sở thích ra sao hay lui tới những nơi nào cứ như vậy từng chút tích lũy kiến thức cho chính mình vận động đương nhiên là một việc không thể thiếu cho tới nay người lạc tranh phải cảm ơn chính là ôn húc khiên nhờ thói quen thích vận động của anh nên nàng cũng được bồi dưỡng không ít lĩnh vực vận động của Ôn Húc Khiên phải nói là khá đa dạng. Từ tennis, bóng truyền, bowling, đến những môn thể thao có thể kết hợp bàn luận công việc như côn, rồi đến các môn thể thao mạnh như bơi lội, lặn biển, leo núi, đua xe, lướt ván, tổ luận chân không. Về cơ bản, các môn này nàng đều đã học qua, chủ yếu khi dùng giao tiếp với khách hàng tạo thuận lợi cho công việc. Trước đây, Lạc Tranh đối phó với khách hàng vô cùng dễ dàng. Thứ nhất là bởi vì nàng học rộng tài cao, lại thông minh về kiến thức uyên bác. Thứ hai, nàng có thể thời cơ ứng biến để tranh thủ những sở thích của khách hàng có lợi cho công việc. Thứ ba, nàng lại vô cùng xinh đẹp, đã đông nào trải thích giao tiếp với phụ nữ xinh đẹp. Loại chuyện lợi cả đôi đường như vậy, chẳng có ai từ chối bao giờ. Nhưng kể từ khi gặp gỡ thương yêu, người đàn ông này thực khiến nàng có chút nhức đầu. Đầu tiên, là tư liệu về người đàn ông này nàng chẳng có được là bao. Tất cả tư liệu chỉ cho thấy bối cảnh của hắn vô cùng đơn giản, nhưng dựa vào cảm giác nghề nghiệp của mình Lạc Tranh biết rõ Bề ngoài càng đơn giản bao nhiêu Thì chân tướng được che giấu bên trong Càng kinh người bấy nhiêu Tóm lại, người đàn ông này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài Thứ hai Qua hai ngày tiếp xúc Nàng phát hiện thương yêu là mẫu người thích vận động mạo hiểm Không giống như những giám đốc thông thường Có bề ngoài thanh cao Thích những môn thể thao quý tộc như con Nàng nghĩ sai rồi Khi nàng biết được, hắn sẽ xuất hiện ở phía trường đua thì cũng biết thêm rằng trên toàn thế giới hắn sở hữu hơn 10 trường đua ngựa. Điểm trọng yếu nhất là bộ dạng hắn vô cùng tà mị, khiến người ta khó có thể hiểu được. Bất cứ người nào nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Lạc Tranh đều cảm thấy vô cùng hứng thú, nhưng hắn lại coi đó như một kiểu đùa bỡn, hứng thú như thể đang chơi trò mèo vờn chuột. Người đàn ông này thực sự khiến Lạc Tranh cảm thấy đau đầu. Thành thực bà nói, Lạc Tranh không thích vận động cho lắm, Thú vui lớn nhất của nàng chính là chơi ghép hình. Ghép hình có thể khiến nàng tĩnh tâm suy nghĩ lại, lại rèn luyện tình nhẫn nại cực tốt và quan trọng nhất là không cần lãng phí sức lực. Nhưng mà, chuyện quan trọng trước mắt là phải đuổi theo người đàn ông kia. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, lạc tranh lần nữa vung roi. Bạch mã như một tia chớp bạc sạch đang trời, dũng mãnh đuổi theo hắn. Vừa đến khúc quanh, lạc tranh định tận dụng lợi thế đường đua để vượt lên, ngay khi cảm nhận được sự thành công đang đến rất gần bỗng nhiên chị nghe tiếng ngựa của thương yêu hí lên ngay sau đó một cảnh tượng khiến lạc tranh vô cùng kinh ngạc đã xảy đến chị nghe con bạch mã của mình hí lên một tiếng rồi sau đó mãnh liệt nâng hai vó chết lên cẩn thận thương yêu quất ngựa quảnh lại lạc tranh sợ hãi hét lên khi nàng cho rằng mình sẽ ngã khỏi lưng ngựa thì chợt cảm thấy bên hông có một sức mạnh khổng lồ sau một khắc cả người nàng bị nhấc bổng lên rồi lại nhanh chóng ngồi vững vàng trở lại trên lưng ngựa nhưng là Sau lưng nàng đang áp sát vào vòng ngực cường tráng Phần eo nhỏ bị cánh tay đàn ông cứng rắn ôm chặt Mùi hoác hương dễ chịu Bao trùm hơi thở của nàng Đến một khai hở nhỏ cũng không có Anh Xuyệt Người đàn ông phía sau khẽ cắt ngang lời nàng Một bàn tay siết chặt lấy thân hình mềm mại Bàn tay kia ghi chặt dây cương Đem nàng vây lại trong lòng hắn Giọng nói trầm thấp mê người Khẽ thì thầm bên tai còn người đại của tôi lần đầu trở phụ nữ đó vừa dứt lời lạc tranh chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng tuân mã liền lập tức tăng tốc phi nước đại trên đường đua bên tai chỉ nghe tiếng gió ù ù vòng tay mạnh mẽ bên hông khiến lạc tranh có cảm giác vô cùng an toàn khiến cho nàng không có một chút không gian nào để trốn tránh chỉ có thể để mặc cho phía sau lưng áp chặt vào khuôn ngực rộng rãi cảm nhận sự cường tráng cùng nhịp tim đập vô cùng trầm ổn của hắn Nhịp tim của Lạc Tranh cũng theo tiếng tim hắn mà đập rộn lên, dường như hòa vào hơi thở của hắn, dần dần lạc lối. Đây là lần đầu tiên, nàng cùng một người đàn ông cưỡi ngựa chung, bất giác không nhịn được, chỉ có thể dùng đôi mắt lên lén nhìn người đàn ông phía sau, chỉ có thể liếc thấy chiếc cằm cương nghị của hắn khiến nàng càng bối rối hơn. Lạc Tranh không ngờ, hắn lại khỏe đến vậy, có thể dễ dàng nhấc bổng nàng từ trên lưng ngựa đang nổi điên, đang trực tiếp ôm lấy nàng đặt lên lưng ngựa của hắn Tình cảnh này nàng chưa từng dám tưởng tượng nó sẽ xảy ra trong hiện thực nhưng mà nó đã tự nhiên diễn ra như vậy. Lại đem tầm mắt nhìn tới bàn tay đang níu dây cương của hắn. Đây là lần đầu tiên nàng quan sát bàn tay hắn gần gũi đến vậy. Bàn tay hắn thật to nhìn vào có một cảm giác vô cùng mạnh mẽ như thể nắm trong tay sức mạnh không chế hết thảy. Nhất là bàn tay đang siết chặt eo nàng độ nóng của bàn tay hắn như xuyên thấu y phục khiến lạc tranh cảm thấy vô cùng bối rối lại thêm vài phần rung động khó hiểu này dừng lại lạc tranh không nhịn nổi vội kêu hắn cảnh tượng vừa rồi quả thực quá lãng mạn lại toát lên một vẻ bập mờ khó tả hắn là bạn thân của bạn trai nàng tình cảnh này thật khiến người ta không có cách nào giải thích thương yêu cũng thật nghe lời cười ha ha một tiếng liền ghim cương ngựa tuấn mã theo lệnh hắn chạy dần chậm lại rồi sau đó dừng hẳn thương yêu xoay người nhảy xuống liền sau đó hướng về phía lạc tranh còn ngồi trên lưng ngựa chìa tay ra lạc tranh có chút thất thần trong chớp mắt nàng cảm nhận được sự cao quý của dòng dõi vương thất toát ra trong tình động tác của hắn vô cùng ưu nhã vừa nghĩ đến đây trong lòng lạc tranh không khỏi cảm thấy buồn cười nàng bị choáng rồi hay sao khẽ mím môi đặt bàn tay nhỏ bé vào trong tay thương yêu xoay người theo xuống ngựa mùi hoắc hương dịu nhẹ lại một lần nữa tràn tới mê hoặc lòng nàng Cảm ơn Giọng nói của Lạc Tranh có chút khàn khàn Ánh mắt nhìn về phía hắn cũng hơi mất tự nhiên Khỏe môi thương nghiêu hơi cong lên Dường như đang đánh giá bộ dạng lùng túng của nàng Đôi mắt thâm thúy khó lường Nghiêng đầu nói Kỹ thuật cưỡi ngựa của Lạc Tiểu Thư Quả thật không tồi Chỉ tiếc là phút cuối lại kém một nước Lạc Tranh nghe vậy Tình hào thắng lại nổi lên Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn Không vui phản bác lại Nếu như không phải ngựa của thương yêu tiên sinh có chuyện thì ngựa của tôi cũng không bị hoảng sợ. Nàng rõ ràng, chỉ thiếu chút nữa là có thể chiến thắng rồi. Tất cả đều do hắn dở trò quỷ. Thương yêu nhún nhún vai, đi đến bên Tuấn Mã, bàn tay khẽ vỗ lên lưng nó lại khẽ huyết sáo. Chuyện khiến Lạc Tranh khiếp sợ thực sự đã xảy ra. Con ngựa trắng của nàng đã chạy từ hồi nào, đang ngoan ngoãn quay trở lại bên cạnh Thương yêu Cô sai rồi, không phải nó hoảng sợ, mà là hai con ngựa đang biểu đạt tình cảm với nhau. Vừa nói, hắn vừa đưa tay nằm lấy cương con ngựa trắng, bàn tay khẽ vuốt ve bờm ngựa, khuôn mặt cương nghị dường như hòa hoãn hẳn lại. Lạc tranh nhìn động tác của hắn, nghe lời nói của hắn đến ngây người. Động tác vuốt ve bờm ngựa của hắn như thể đang vuốt ve thân thể một người phụ nữ, khiến nàng trào dâng một cảm giác khô nóng. Sao có thể như vậy? Duyên phận, đôi khi là một điều thật tuyệt vời. Con ngựa bạch mà cô chọn, lại vừa vặn là con ngựa tôi chọn để phối ngẫu cùng ngựa của mình. Ngựa của tôi hí lên, đương nhiên, bạch mã sẽ có phản ứng đáp lại. Thiên yêu vô cùng thản nhiên, nói ra một câu kinh động lòng người. Nói xong, liền nghiêng đầu, nhìn về mặt sững sờ của lạc tranh, ánh mắt hiện lên ý vô cùng xấu xa. Lạc tiểu thư, đây chẳng phải gọi là phụ sướng phụ tùy sao? Ngôn ngữ của hắn vô cùng bá đạo, chiếm tiện nghi hết lần này tới lần khác. Lạc tranh vô thức nhíu mày, khẽ hắng giọng nửa nụ cười mang theo chút miễn cưỡng trình độ tiếng trung của thân yêu tiên sinh quả thật uyên thâm khiến tôi vô cùng bội phục lời khen của lạc tiểu thư tôi xin nhận thân yêu nhức môi cười kéo dây cương lạc tiểu thư nếu đã thích cưỡi ngựa vậy thì con ngựa trắng này tặng cho cô làm quà gặp mặt vô công bất thụ lộc thân yêu tiên sinh món quà này quá lớn tôi không thể nhận mặc dù lạc tranh không hiểu lắm về ngựa nhưng cũng có thể nhìn ra con bạch mã này mang huyết thống tôn quý vô cùng Nếu không Sao có thể được chọn làm phối ngẫu với con ngựa của hắn Trung Quốc có câu Bảo kiếm tặng anh hùng Hiện tại Danh mã tặng mỹ nhân cũng không phải là không thể Dưới ánh mặt trời Thương yêu nở nụ cười mang theo ý mập mờ Không rõ mục đích Lạc tranh nhanh chóng cân nhắc tình hình Nếu là người đàn ông khác Nàng sẽ vui vẻ nhận ngay Nhưng mà lại là hắn Không thể khiến người ta không suy nghĩ Nói không chừng đây là mảnh khóe khảo nghiệm đối phương của hắn cũng nên. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Thương yêu tiên sinh đã nhắc tới từ duyên phận. Tôi nghĩ rằng mình và con ngựa này vô duyên nên mới không khống chế được nó. Xem ra chỉ có thương yêu tiên sinh mới có thể làm được việc đó mà thôi. Lạc tiểu thư hẳn biết chuyện càng khó làm lại càng kích thích. Thương yêu bộ dạng lười biếng lên tiếng. Thao túng cùng khống chế mới là lạc thú của thuật cưỡi ngựa đích thực. Tôi thích loại vận động mạo hiểm này vì nó là biểu hiện của sự chinh phục vừa nói hắn vừa tiến lại gần nàng gần đến nỗi lạc tranh có thể cảm nhận bóng dáng mình in trong mắt hắn tôi cho rằng cảm giác chinh phục cùng khống chế trong một số trường hợp không hề phân biệt đối tượng đối với phụ nữ cũng vậy chinh phục phụ nữ giống như chinh phục ngựa càng khó khăn tôi lại càng thích thú lạc tranh hít sâu một hơi trong đôi mắt đẹp hiện lên tia cảnh sát nhìn thấy ý đùa bỡn trong ánh mắt hắn nàng khẽ chớp mắt thản nhiên nói ví dụ của thương yêu tiên sinh thật độc đáo chỉ tiếc là từ ngữ không diễn tả được hết ý ồ thương yêu khẽ trao mày thương yêu tiên sinh về hợp tác của chúng ta lần sau bàn tiếp thương yêu không đợi nàng nói xong liền cất giọng cắt ngang xoay người lên ngựa giọng nói trầm thấp của hắn lại vang lên nếu như muốn hợp tác sáng mai 9 giờ có mặt ở trường đua kb chỉ cần muộn một phút tôi sẽ coi như cô không có thành ý vừa dứt lời hắn khẽ hô một tiếng Tuần mã phi nhanh về trước chỉ để lại trong mắt lạc tranh một bóng lưng vô cùng ưu nhã và mạnh mẽ trưởng đua lạc tranh bất giác sững sờ ngày mai 9 giờ sáng trưởng đua kb nghĩ tới đây nàng vội vã cầm lấy điện thoại di động peter cho giúp tôi 9 giờ sáng mai trưởng đua kb sẽ diễn ra sự kiện gì đầu dây bên kia vang lên tiếng đáp ứng chẳng bao lâu sau đã có hồi âm Lạc tranh nghe xong thực sự giật mình 9 giờ sáng mai Sẽ diễn ra cuộc đua F1 Hắn là tay đua hay chỉ là khán giả đây Nghĩ tới đây Lạc tranh bất giác trao mày F1 là giải đua xe danh giá nhất trên thế giới Có sức hấp dẫn người xem lớn nhất Xe tham dự cuộc đua này Đều là xe có tốc độ cao nhất Hội tụ công nghệ hàng đầu giá trị cực lớn Giải đua xe công thức 1 Được tổ chức hàng năm Công tác chuẩn bị vô cùng chu đáo Từ khâu tổ chức cho tới truyền thông đều được tính toán tới từng chi tiết. Có thể nói, giải đua xe F1 hiện càng ngày càng được chuẩn bị vô cùng hoàn mỹ. Khi Lạc Tranh tới trường đua, mới phát hiện ra nơi này thật sự lớn ngoài sức tưởng tượng của nàng. Nếu tính cả lượng khán giả xem truyền hình trực tiếp trên toàn cầu, có hơn 10 triệu người cùng theo dõi giải đua quan trọng này, mà nàng lại nghe ngô quen bé mất sự tồn tại của nó. Theo hướng dẫn của nhân viên trường đua, Lạc Tranh đi thẳng đến khu vực dành cho các tay đua ở phía sau vừa mới bước vào khu này có thể nhận thấy các tay đua đều đang rất chăm chú chuẩn bị cho cuộc tranh tài nàng biết rõ những tay đua ở đây ai nấy đều có thân phận khá đặc biệt không phú cũng quý cùng với tinh thần ưa mạo hiểm cao độ nhưng là lạc tranh hơi nhíu mày nhân viên hướng dẫn nàng tới đây đã nói thương yêu tiên sinh đang ở chỗ này chẳng lẽ còn đang suy nghĩ lạc tranh hiện thấy cách đó không xa là một thân hình cao lớn đang bỏng qua chiếc xe đua phía trước khoát tay ra hiệu cho nàng tiến lên. Tim lạc tranh bất giác đập thỉnh thịch. Hắn thật sự là một tay đua. Nàng vốn cho rằng hắn chỉ đơn giản thích mấy loại vận động mạo hiểm. Không ngờ tới, hắn còn say mê loại thi đấu nguy hiểm cỡ này. Thương Nhiêu tiến lên phía trước. Nhìn thoáng qua đồng hồ cách đó không xa. Hôm nay, trông tinh thần hắn vô cùng hăng hái. Thân hình cao lớn đứng giữa đám nông các tay đua vẫn vô cùng nổi bật. Không tệ, cô rất đúng giờ tiếng nói trầm thấp lộ ra ý tán thưởng anh muốn tham gia thi đấu lạc tranh chỉ chỉ hắn lại nhìn chiếc xe cách đó không xa nàng không hiểu mấy thứ này càng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tiếp xúc với cuộc đua kiểu như vậy trong nội tâm nổi lên một cảm giác khó tả ngay cả cách xưng hô thay đổi mà nàng cũng không nhận ra thương nhiều hơi mí môi không trả lời câu hỏi của lạc tranh ngược lại cúi xuống nhìn vào đôi mắt nàng cười nhẹ nói Quan tâm tới sự an nguy của tôi sao Hả Tôi tôi không có Lạc tranh hoảng hốt Vội vàng lui về phía sau một bước Nhanh chóng điều chỉnh lại ánh mắt của mình Khẽ nói Tôi chỉ không muốn húc khiên Mất đi một người bạn tốt mà thôi Thương yêu cười lắc đầu Cũng không muốn tiếp tục chọc ghẹo nàng nữa Đi về phía chiếc xe Hắn nhìn nàng nói Qua giúp tôi kiểm tra xe Cái gì Lạc tranh thất kinh Bước nhanh về phía trước Dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn Thì người tiên sinh ngài không nói đùa chứ Tuy Lạc Tranh không có chú ý đến giải đua xe F1 Nhưng nàng cũng biết trước Mỗi cuộc đua Tất cả các chi tiết của xe Đều dựa vào tình hình thực tế của trường đua Để điều chỉnh cho thích hợp Từ tay lái tới động cơ Từ góc cua đến cấu tạo bánh xe Sức cản của không khí Mỗi tay đua sẽ chạy thử vài vòng Sau mỗi lần chạy thử xong Sẽ hội ý với các kỹ sư của mình đem các vấn đề phát sinh trên đường kết hợp với các thông số kỹ thuật để tiến hành so sánh hoặc thường xuyên liên lạc với đội hỗ trợ qua hệ thống bộ đàm thông báo tình hình trực tiếp trên đường để kỹ thuật viên có biện pháp điều chỉnh nhưng mà hắn lại để cho nàng tới kiểm tra xe cô nếu muốn trở thành cố vấn pháp luật của tôi đương nhiên phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi chuyện liên quan đến tôi bao gồm cả mạng của tôi thương yêu đi vòng qua chiếc xe bộ dạng lười biếng nhìn nàng tả mị cất lời cũng do cô phụ trách. Thì Ngưu tiên sinh, ngài đừng đùa nữa. Đây là vấn đề liên quan đến tính mạng, sao có thể đem ra đùa cợt? Lạc tranh đến gần hắn, ánh mắt có chút bất đắc dĩ cùng khẩn trương. Hơn nữa, tôi căn bản cũng không hiểu về xe đua, ngài có muốn tôi giúp kiểm tra xe. Yên tâm, việc liên quan đến điều chỉnh và lắp ráp xe, tôi đã lệnh cho đội kỹ thuật kiểm tra xe ổn cả. Xe đã được tái cơ cấu, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Cô chỉ cần giúp tôi kiểm tra lần cuối là được. Nói xong, thương yêu bước nhanh về phía trước, nằm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh, kéo nàng đến bên cạnh xe, khẽ xoay người Lạc Tranh lại. Bàn tay to lớn bắp chặt vào vai nàng. Cũng giống như kiểm tra xe bình thường thôi, không cần khẩn trương. Kiểm tra một chút xem góc bánh xe, tay lái, động cơ có hài lòng không là ổn. Lạc Tranh vô thức quay đầu lại nhìn hắn, gương mặt cương nghị, khi chất cao ngạo, đôi môi mỏng khẽ mím lại, đôi mắt đẹp hơi nhếch lên, hơi thở đàn ông trầm ổn đầy nguy hiểm khiến nàng không cách nào cự tuyệt yêu cầu của hắn than nhẹ một tiếng đành phải gật đầu tiến lên làm thêm lần kiểm tra cuối cùng phải kiểm tra cẩn thận có gì không hiểu có thể hỏi đội kỹ thuật thương yêu nói xong đi qua khu nghỉ ngồi xuống thân thể cao lớn tỏ rõ khí thế uy nghi khiếp người lạc tranh thấy mình thật xui xẻo nhưng cũng không thể qua loa cho dù có thể hợp tác hay không nàng cũng không muốn hắn xảy ra chuyện gì không may cách đó không xa, khoẻ môi thương yêu dường như có ý cười, nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của lạc tranh, đôi mắt đen của hắn không hề chấp lấy một lần, chăm chú nhìn nàng như thể đang xem xét một viên ngọc thượng hạng. cho tới giờ, hắn đều cho rằng phụ nữ chẳng qua chỉ là chút gia vị cho cuộc sống, phụ nữ chỉ muốn dựa vào đàn ông để hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn. nhưng mà hôm nay khi hắn chứng kiến lạc tranh chuyên tâm vào việc đang làm, hắn mới phát hiện ra, thì ra một người phụ nữ lại có thể đẹp đến vậy nhìn nàng bận rộn liên tục, lúc thì nhíu mày, lúc thì thoải mái. Hắn không khỏi khẽ nở nụ cười, lại nhìn đến dáng vẻ nàng cẩn thận hỏi han kỹ thuật viên, nụ cười trên môi càng đậm. Người phụ nữ này quả thực rất thú vị. Qua một lúc lâu sau, thấy nàng rút cục thở phào nhẹ nhõm, thiên yêu đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng, cầm mũ bảo hiểm ném qua. Lạc tranh lại ngây ngẩn cả người. Để mũ bảo hiểm cho tôi. Hắn cười cười ra lệnh. Thiên yêu tiên sinh, Ngài không kiểm tra lại sao? Tôi tình cô. Thiên nghiêu lại lần nữa ngắt lời, đem một bộ đồ bảo vệ khác đưa cho nàng. Thiên nghiêu tiên sinh. Có hứng thú, ngồi bên cạnh tôi hay không? Hắn cất lời mời. Lạc tranh kinh hãi, chỉ chỉ chiếc xe. Đây là giải đua công thức một, đâu cho phép như vậy. Hơn nữa, thiết kế của xe cũng không cho phép có thêm người nữa. Quy định đều do con người đặt ra cả. Thiên nghiêu tả bị cười một tiếng, đột nhiên, vươn tay kéo nàng vào trong ngực. Ngay sau đó, cánh tay tráng kiện siết chặt eo nàng, động tác vô cùng thân mật cùng mập mờ. Chỉ vì, cô không có can đảm ngồi bên cạnh tôi. Câu nói đầy khiêu khích vừa thốt ra, khỏe môi thương yêu chặn ngập nụ cười khó hiểu, vừa mang ý khiêu chiến, vừa mang nét mê hoặc, thậm chí còn có chút lạnh lẽo. Lạc tranh không khỏi hơi ngần ra, đúng vậy, là lạnh ý, sao hắn lại nhìn nàng với ánh mắt lạnh lẽo như vậy? Đang Mải nghĩ ngợi, chợt thấy trong tay nhẹ bỗng nhìn lại đã thấy thương nhiêu đặt lấy mũ bảo hiểm trong tay nàng nét coi thường trong ánh mắt hắn giờ đã biến thành mỉa mai châm chọc khoan đã lạc tranh vội vã kêu lên lòng hiếu thắng đã đánh bại tâm lý ngờ vực trong lòng bước nhanh về phía trước giành lại chiếc mũ bảo hiểm từ trong tay hắn lạc tranh nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm kia môi cũng hơi nhếch lên nhưng mà nụ cười của nàng là nụ cười ngân chiến vô cùng tự tin thương yêu tiên sinh có lẽ đã quên mất nghề nghiệp của tôi với một luật sư mà nói mạo hiểm cũng đã trở thành rất đối bình thường rồi thương nghiêu khẽ chớp mắt đôi lông mày khẽ nhướng lên như thể đang đánh giá nàng một hồi lâu sau cũng không nói tiếng nào lạc tranh ngược lại chủ động mở miệng bàn tay khẽ vuốt ve chiếc mũ bảo hiểm trong tay thong thả nói nghe nói giải đua công thức một vô cùng kích thích hôm nay có cơ hội được tự mình trải nghiệm cũng chưa hẳn là chuyện không tốt nhưng mà tuy tôi không hiểu về đua xe nhưng kiến thức cơ bản cũng biết chút ít xe đua công thức một vốn chỉ có một chỗ ngồi cho tay đua mà thôi không biết tương như tiên sinh định để tôi ngồi ở đâu đây vừa dứt lời gò má mịn vàng của nàng liền bị hắn véo nhẹ như thể muốn phạt vì nàng đã nói sai vậy lại có vài phần âu yếm lạc tranh tròn mắt nhìn hắn bật cười vô cùng thoải mái thương như tiên sinh động tác này quá mức thân mật hệt như là điệu bộ của hai người đang yêu nhau lạc tranh bất giác đưa mắt nhìn quanh thấy các tay đua khác đều nhìn hai người họ bằng ánh mắt vô cùng á muội bất giác cảm thấy lạnh người. Hiển nhiên, mọi người đang đều hiểu lầm. Tôi còn tưởng em đã kiểm tra xe rất kỹ rồi chứ, hay là tôi nhầm? Chẳng lẽ em không nhìn thấy rõ kết cấu bên trong hay sao? Thương yêu dường như nhìn thấu tâm tư nàng, hai tay nhàn nhã khoanh lại trước ngực. Lạc tranh hơi nhíu mày, cắn cắn môi, đi đến bên cạnh xe. Sau khi được hắn nhắc nhở, nàng rất cục mới hiểu rõ sự kỳ ảo bên trong. Chiếc xe này đã được nâng cấp khá đặc biệt. Lúc trước, Lạc Tranh cũng đã cảm giác chiếc xe có điểm gì đó khác thường. Giờ khắc này mới phát hiện ra, thì ra trong tay vịn khoang lái đã được thiết kế khéo léo thành một chỗ ngồi nữa. Không gian nhỏ hẹp được tận dụng một cách tối đa khiến Lạc Tranh không khỏi níu lưỡi. Nỗi khiếp sợ trong lòng bất chợt trào dâng, làm sao lại có một chiếc xe đua quái dị như vậy? Không những thế, loại xe này còn được phép tham dự cuộc đua. Chuyện này thật có sức tưởng tượng. Mới nghĩ tới đó, Bất giác lạc tranh cảm thấy một áp lực từ phía sau ập tới, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đàn ông nóng rực càng lúc càng gần. Đang kinh hoàng muốn xoay người tránh đi, lại phát hiện bản thân đã sớm ngã vào lòng bàn tay ấm áp của hắn. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe đua để thiết kế thế này. Lạc tranh không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể cố làm ra vẻ thoải mái để thoát khỏi tâm trạng lúng túng. Vừa ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt lại chạm phải đôi mắt đen thẫm như đang cười của hắn. Vậy vừa rồi kiểm tra xe Tâm trạng em để đâu Hắn cất giọng trầm thấp vô cùng dịu dàng Trong lòng em không yên Như vậy không thể được Lúc cần tập trung vào công việc Em nghĩ đến ai Húc khiến Lạc tranh có chút kinh ngạc Nàng không ngờ tới Người đàn ông này sẽ nói chuyện với nàng Bằng giọng điệu như vậy Thật lạ Nhưng mà Hắn càng tới gần Mùi hóc hương nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn Giống như một loại độc dược Chậm rãi ăn mòn lý trí của lạc tranh có lẽ phụ nữ là vậy. Người đàn ông càng nguy hiểm, càng khó nắm mắt, lại càng hấp dẫn. Giờ khắc này, nàng thậm chí còn hơi hốt hoảng, nhất là khi hơi thở của hắn sát lại gần, khiến trong lòng bất cứ người phụ nữ nào cũng nảy sinh cảm giác muốn nhào vào ngực hắn. Cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, lạc tranh chăm chú nhìn hắn, cười khẽ. Thì người tiên sinh nói những lời này chẳng phải buồn cười lắm sao, hốc khiên là bạn trai tôi, tôi nghĩ đến anh ấy cũng là chuyện rất bình thường. Nụ cười trên môi thương yêu bất giác lạnh hẳn, nhìn nàng hồi lâu. Hắn mới trầm giọng Tôi nghĩ, em không cần lúc nào cũng nhắc nhở tôi, em đã có bạn trai. Ánh mắt lạc tranh hơi gần ra. Thương yêu buồn bực không nói gì nữa. Đưa tay, giật lấy mũ bảo hiểm, có chút thô lỗ đội lên cho nàng. Thấy nàng hơi cao mày, bàn tay hắn bất giác, giảm bất lực. Đưa chiếc mũ đẩy lên, đồng nghĩa với việc cùng tôi đối mặt với hiểm nguy. Hắn đưa tay, khẽ điều chỉnh lại tấm đệm ở gáy nàng, không chế nàng, nhìn thẳng vào cặp mắt đen thâm thúy của mình, khẽ nhếch môi cười. Còn nữa, tôi rất không thích phụ nữ bên cạnh tôi, lại đi nghĩ tới đàn ông. Còn nữa, tôi rất không thích người phụ nữ bên cạnh tôi, lại nghĩ tới người đàn ông khác. Nói xong, buông tay ra, tay kia khẽ vung lên ra hiệu. Nhân viên trưởng đua hiểu ý, tiến lên, đẩy xe đua đi, chuẩn bị cho trận đấu sắp bắt đầu. Lạc tranh đã sớm trợn mắt, há hốc miệng, đứng chôn chân tại chỗ, người tỉnh táo đến mấy mà nghe thấy những lời hắn nói cũng sẽ phải kinh ngạc, nàng sao lại biến thành người phụ nữ bên cạnh hắn rồi? Người đàn ông này rõ ràng lời nói có quá nhiều hàm ý. Trận đấu chính thức bắt đầu, tất cả xe đua đã vào vị trí. Lạc Tranh lúc này bất giác đưa mắt nhìn thoáng cảnh tượng xung quanh khán đài. Nói có cảnh trường đua tấp nập cũng không quá đáng, mức độ náo nhiệt có thể so sánh với ngày đại lễ, cũng đúng, tất cả khán giả tới đây này đều là fan cuồng của giải đua công thức 1. Có tinh thần như vậy cũng không có gì lạ Chỉ là Lạc tranh dường như đã trở thành tiêu điểm của toàn trường đua Chỉ duy nhất chiếc xe đua này Là có hai chỗ ngồi Hơn nữa Ban tổ chức cũng không hề ra mặt ngăn cản Xem ra tiền thực sự có thể suy khiến cả ba quỷ Hoặc là trong chuyện này Thực sự còn có điều bí ẩn Lạc tranh điều chỉnh lại tư thế ngồi Thật lòng mà nói Ngồi trong khoang lái này thực sự chẳng thoải mái cho lắm Nàng vẫn luôn không thích những kiểu vận động nguy hiểm này Dù sao, Vận động cũng chỉ là một cách để rèn luyện thân thể Nhưng đến mức ảnh hưởng tới cả sự sống Thì thật quá lắm Đưa mắt liếc về người đàn ông phía trước Hắn đang chăm chú nhìn đường đua Toàn thân mặc đồ bảo vệ Trên lớp bộ dạng cao lớn thường ngày Tuy nhiên, cặp mắt kia vẫn đẹp đến mức Khiến người ta kinh tâm động phách Hơn nữa, trên người hắn Lại toát ra một vị đàn ông rất quyến rũ Lạc tranh nhìn đến mê mẩn Cũng đồng thời lặng lặng đánh giá hắn Muốn trở thành tay đua trên đường đua F1 Cần phải hội đủ rất nhiều điều kiện Hắn có thể xuất hiện ở đây Chứng tỏ thể lực của hắn tráng kiện đến cỡ nào Bởi trên đường đua F1 Mỗi tay đua phải chịu một lực tâm lý cực lớn So với việc Là những chiếc xe bình thường khác nhau một trời một vực Nó không chỉ đòi hỏi Một thể trạng vượt trội người bình thường Mà còn phải vô cùng tỉnh táo Và có đầu óc phân tích nhạy bén Khi điều khiển xe trên đường đua Mỗi tay đua phải chịu một lực tâm lý tương đương 4G hơn nữa, khi giảm tốc độ, lực này còn vượt quá 5G. Đó mới chỉ là phía dưới. Riêng phần đầu, phải chịu thêm sức nặng của mũ bảo hiểm, sẽ phải chống đỡ thêm ít nhất là 25kg. Do đó, phần cổ phải đặc biệt vững chãi để có thể chống đỡ lực ly tâm này. Lạc tranh quan sát thấy, cánh tay cùng phần cổ tay của thương yêu vô cùng ràng chắc. Khi lái xe với tốc độ cao, dưới áp lực không khí, việc điều khiển tay lái phải dùng khá nhiều sức. Lúc qua vòng cua, lại càng cần phải có cánh tay vững chắc để bẻ lái đúng theo đúng lộ trình. Nhiều lúc tốc độ lên trên 300 km h cánh tay cùng cổ tay cường tráng cũng là chuyện bình thường. Cửa xe chậm rãi đóng lại, trong chớp mắt, Lạc Tranh có cảm giác nóng như thiêu đốt, theo bản năng khẽ hít sâu một hơi. Ngồi phía trước, Thương Yêu dường như có linh tính, khẽ quay đầu nhìn nàng, đưa tay chỉ vào nhiệt kế trong xe. Lạc Tranh nhìn sang, mới phát hiện thì ra nhiệt độ trong khoang lái đã không ngừng tăng lên dựa theo chỉ số hiển thị trên màn hình nhiệt kế sẽ lên tới tầm 50-60 độ. Trời ạ, à, nhiệt độ cao như vậy làm sao hắn có thể chịu đựng được? Nếu dựa theo thông số trên nhiệt kế cho dù không ngừng được bổ sung hơi nước nhưng sau gần 2 giờ đua thân thể cũng sẽ tiêu hao một lượng nước tương đương 4kg. Nếu là người bình thường trong thời gian ngắn bị mất nước như vậy chắc chắn sẽ bị sốc. Còn hắn vẫn điểm nhiên nói nói cười cười. Mới nghĩ tới đó trước mặt nàng xuất hiện một chuỗi tràng hạt bằng gỗ muôn sáng bóng. Quay sang nhìn, thấy hắn cũng đeo một cái y hệt. Nhíu mày nghi hoặc nhìn người đàn ông phía trước. Thấy hắn chỉ vào cổ tay nàng, ra hiệu bảo nàng đeo vào. Lạc tranh có chút khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời đeo vào cổ tay. Lại nhìn đến ánh mắt thâm thúy của hắn, nụ cười không còn vui vẻ như trước, khiến nàng không khỏi giật mình. Tia nhìn của hắn vô cùng lạnh lùng. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay nàng mắt gặp ánh mắt này của hắn. Sao có thể như vậy? đúng lúc này lại tranh nghe được tiếng loa đếm ngược toàn trường đua đang vô cùng náo nhiệt bỗng yên tĩnh trở lại khoảng không gian rộng lớn trong phút chốc yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ xe rền vang để đinh tai nhức óc tim lạc tranh dường như đập nhanh hơn thường lệ ngay sau đó lại cảm thấy cổ tay có chút căng thẳng cúi đầu nhìn lại thấy thương yêu đưa bàn tay to nằm lấy cổ tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve chuỗi vòng trên đó như thể muốn trấn an lại như đang mê luyến một điều gì đó trong lòng lạc tranh bỗng nảy sinh chút nghi ngờ nhưng giờ khắc này chẳng thể nghĩ nhiều như vậy bởi ngay khi đèn hiệu sáng lên trong nháy mắt nàng cảm thấy cả người như bị sâu đi không cảnh hai bên đường đua nhanh chóng lùi về phía sau theo đường vòng cung dường như ngay cả tiếng la hét trói tay trên khán đài cũng bị át mất toàn trường đua lại lần nữa sâu lên hòa với tiếng động cơ gầm rú đến điếc tai giờ khắc này lạc tranh chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng quan sát cố gắng không nhắm mắt lại ép bản thân phải dần bình tĩnh lại từng chút một nhưng kể từ khi xe xuất phát nhịp tim nàng cũng tăng tốc theo ruột gan như thể muốn nhảy hết ra ngoài chiếc xe không ngừng tăng tốc vượt qua mọi chướng ngại vật bẻ lái tại khúc cua mọi thao tác dưới bàn tay của thương yêu diễn ra vô cùng thành thục khiến nàng nhìn thấy mà kinh tâm động phách kể từ khi trở thành luật sư tuy đã trải qua vô số lần nguy hiểm nhưng loại vận động mạo hiểm cỡ này lại tranh mới được trải nghiệm lần đầu cùng ngồi trên xe với một tay đua công thức một. Loại chuyện này với nàng mà nói, đã thấy không thể tưởng tượng nổi. Không khó hình dung ra, ngày hôm sau, chẳng nhất tất cả các tạp chí sẽ đăng tải hàng loạt sự kiện này. Một cuộc đua vô cùng quái dị, không hề giống với bất kỳ cuộc đua nào từng diễn ra trước đó. Nắm chặt chuỗi vòng trên cổ tay, Lạc Tranh thực không biết chuỗi vòng này là của ai, có lẽ là của hắn, hoặc là của một ai khác. Nhưng mà, nàng cũng chẳng thể quan tâm được nữa. Thượng đế phù hộ, Xe lại tiếp tục tăng tốc. Lạc Tranh nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông phía trước, khuôn mặt hắn vẫn cương nghị như vậy, lại vô cùng bình tĩnh. Liếc qua đồng hồ chỉ tốc độ, hai mắt nàng bỗng chốc trừng lớn. Chỉ trong vòng 5 giây, hắn đã tăng tốc lên hơn 200 km giờ Thời gian dần trôi đi, Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầu óc như muốn chết lặng. Không biết bao nhiêu thời gian nữa lại trôi qua, cũng không biết khi nào cuộc đua mới có thể chấm dứt. Điều duy nhất Lạc Tranh nhận thấy lúc này là từng chiếc, từng chiếc xe đua trên đường, hoặc là bị thương yêu vượt lên, hoặc là khi đến húp quanh, bỗng dưng bay vọt lên, rơi xuống, vỡ nát. Sinh mạng con người trên đường đua này đã trở nên cực kỳ mong manh. Liền sau đó, tin bằng tranh dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần này không phải vì khẩn trương mà là nàng vô cùng ngạc nhiên khi thế xe của mình đã sớm vượt lên dẫn đầu. Bỏ lại phía sau, cả một loạt xe cùng với mù mịt khói bụi. Phía trước chính là ánh hào quang của chiến thắng. Trời ơi, Lạc tranh thiếu chút nữa vì hưng phấn mà hét lên. Có trời mới biết, từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác kích động như vậy. Xe của họ sẽ đạt giải quán quân sao, đây là sự thật. Tuy nói, nàng không thích kiểu vận động nguy hiểm cỡ này, nhưng mà hương vị của chiến thắng đang ở ngay trước mắt là việc khiến không người nào có thể cự tuyệt. Gần, là tới gần đích hơn. Lạc tranh dường như có thể cảm nhận được toàn bộ đường đua đang hoan hô cổ vũ bọn họ. Có chút kích động, nhìn người đàn ông phía trước, đôi mắt đen thẳm của hắn lúc này khiến người khác không thể đoán định, lại tỏa ra nét hung hãn của loài dã thú. Có lẽ, chỉ những người đàn ông như hắn mới có thể không chế được loại vận động mạnh cỡ này. Chỉ là, Lạc Tranh không ngờ tới, hắn sẽ trở thành tay đua vô địch nước Pháp. Bởi, nếu kỹ thuật của hắn tốt như vậy, sao trước giờ nàng chưa từng nghe nói tới? Trong lúc nàng còn đang cảm thấy nghi hoặc, bỗng thấy thân mình hơi chững lại, ngay sau đó tất cả mọi ý nghĩ dường như đóng băng tất cả hưng phấn kích động cùng khát vọng chiến thắng trong nháy mắt biến thành hư ảo cảm giác hăng hái cũng mất tăm một lúc sau cả đoàn xe đua vốn tụt lại phía sau gầm dù tăng tốc vượt qua họ như tia chớp lạc tranh không thể tưởng tượng nổi nhìn sững thương yêu hắn tới đích rồi lại còn ngừng lại hắn điên rồi sao buồng lái chậm rãi mở ra không khí bên ngoài tràn vào xô đi cái đóng ai bức bên trong Thương Nhiêu cởi mũ bảo hiểm cùng găng tay, ném cả ra ngoài xe, ngón tay thon dài, khẽ đè lên mi tâm. Lạc Tranh cũng tháo mũ bảo hiểm xuống, nhìn hành động bất thường của thương Nhiêu, không nhịn được mở miệng hỏi. Tại sao? Hắn rõ ràng có thể đoạt giải quán quân, lại đột nhiên buông tay, trong chuyện này nhất định có nguyên do. Thiên Nhiêu quay đầu, nhìn vào ánh mắt chất vấn của nàng, dáng vẻ của hắn vẫn hệt như trước, thần thái vô cùng tỉnh táo, bộ dạng cũng thoải mái không tả, nhẹ nhàng nhếch môi, hắn cất tiếng để hứng thú. Lần đầu tiên, tôi thấy một người con gái can đảm như em. Hả? Lạc tranh trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Câu nói của hắn thật chả ăn nhập với câu hỏi của nàng chút nào. Chuyện này với nàng thì có quan hệ gì chứ? Những chiếc xe bị bỏ lại phía sau lần lượt vượt qua. Không có nhận ra tốc độ của thương yêu nhanh tới cỡ nào mới có thể vượt ra đối thủ đến như vậy. Mái tóc dài của lạc tranh bị gió thổi tung bay. Đang định đưa tay giữ tóc đã bị hắn nhanh tay hơn dành trước ngón tay thon dài mang theo mùi hoác hương nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc rối động tác vô cùng dịu dàng cảm ơn sắp mặt lạc chân có chút mất tự nhiên động tác của hắn quá mức thân mật ngước lên nhìn ánh mắt như cười của hắn nàng hơi nhíu mày tự tay vén lại tóc mình không biết tại sao lúc nào nàng cũng có cảm giác hắn đang trêu chọc mình em rất can đảm cũng rất bình tĩnh Thương Nghiêu thu tay lại cười nhẹ Thượng Nghiêu tiên sinh Luôn tự tin vào nhãn lực của mình như vậy sao Lạc tranh xoa xoa bả vai Khai đáp lại bằng một câu hỏi Thật lòng mà nói Cổ của nàng giờ xoay bên nào cũng thấy đau Ít nhất em không hề la hét Thương Nghiêu nhìn Lạc tranh đầy hứng thú Thấy nàng chậm rãi xoa bóp cổ Da thịt trắng ngần khẽ lộ ra Khiến đôi mắt hắn bất giác sẫm lại Lạc tranh nhún vai nhếch miệng Có lẽ Tôi đã sớm bị dọa đến không thể hét nổi Nói không sợ là nói dối Ngay lúc này tôi còn đang lo Không biết có phải là cổ tôi đã bị vặn gãy rồi hay không đây Thương yêu dường như bị lời nói của nàng chọc cười Khỏe môi khẽ nhếch lên vô cùng quyến rũ Bàn tay lại lần nữa đặt lên bờ vai nàng Nhẹ nhàng so bóp Giúp giảm bớt đau nhức nơi gáy Khiến lạc tranh sợ đến sững sờ Xe được công thức một Thường đạt tới vận tốc 200 km giờ Ở khúc quanh Lực ép khi đó có thể đạt lên tới 4G vận tốc lúc cao nhất còn vượt qua 350 km h Vì thế, sau mỗi cuộc đua, cái giá phải trả là phần cổ và vai gáy sẽ vô cùng đau nhức. Nếu không có đồ bảo hộ cùng hệ thống an toàn hỗ trợ trong khoang lái, thì ngay cả mũ bảo hiểm cũng sẽ bị văng ra khỏi đầu. Cho nên nói, em dám ngồi cạnh tôi, cũng đủ chứng tỏ em vô cùng dũng cảm. Lạc tranh nghe vậy, kinh hoàng mở to mắt nhìn, quên luôn cả việc gạt bàn tay hắn đi, mặc cho hắn tùy ý so bóp phần bả vai và gáy nàng động tác vô cùng ái muội. Một lúc lâu sau, Lạc Tranh mới thốt lên lời tận đáy lòng. Nếu như anh sẽ nói cho tôi biết chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ không ngu ngốc mà ngồi bên cạnh anh. Nàng đã biết người đàn ông này là kẻ điên, nhưng mà kỳ quái thế nào, nàng lại có thể điên cùng hắn như vậy. Không đâu, em vẫn sẽ lựa chọn ngồi bên cạnh tôi thôi. Thương yêu có vẻ không đếm xỉa tới lời nói của nàng, cười nhẹ, giọng nói mang tính khẳng định, hướng về khuôn mặt có chút trắng mệt của Lạc Tranh Ngón tay đang xoa trên vai nàng Khẽ dịch lên Hưởng thụ làn da mềm mại nơi cổ Em rất dũng cảm Lại hiếu thắng Cho nên dù em sớm biết Sẽ có nguy hiểm như vậy Cũng sẽ không thay đổi lựa chọn của mình Hoặc là em đã sớm có cảm giác an toàn với tôi Lạc tranh nghe vậy Tâm tư bất giác chấn động thốt lên Anh nói bậy Ai sinh ra cảm giác an toàn với anh chứ Nàng không ngờ rằng Cơ phản bác vừa rồi mang theo bao nhiêu phần hờn dỗi Vô cùng nữ tính Nụ cười trên môi thương yêu càng đậm hơn, ngón tay không an phận tiến đến gương mặt nàng. Liền sau đó, khẽ béo nhạy cái cằm nhỏ xinh, động tác vô cùng lớn mật. Không cần vội vã phủ nhận, bởi vì... Ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng, nóng rực. Tôi thích phụ nữ dũng cảm. Lạc tranh vừa nghe xong câu hắn nói, tim bất giác đập thỉnh thịch. Nhưng lại mặc cho hắn tiếp tục cái động tác ái muội kia. Đôi mắt trong veo đang mờ rối dần tỉnh táo trở lại, Nhếch môi cười khẽ vậy sao thì ra thương yêu tiên sinh lại có sở thích đặc biệt như vậy đáng tiếc tôi chỉ là một người con gái yêu ớt ham sống sợ chết mà thôi một câu nói của nàng vô cùng dứt khoát như thể muốn chặn đứng mọi ý đồ trêu ghẹo xấu xa của hắn từ trong đáy mắt sâu thẳm của thương yêu loại lên một tia tán thưởng hắn cũng không nói gì thêm chỉ cười cười vô cùng hàm ý lúc này Nhân viên trưởng đua đi tới, rè rặt phá vỡ không gian có vẻ rất tốt đẹp giữa họ. Khẽ nói. Thiên ngư tiên sinh, ngài có muốn tôi làm như năm ngoái, thay ngài lại sai trở về. Lạc tranh thấy có người, vội xoay mặt đi, Ngài tránh độc tác vốt ve cầm nàng vô cùng ái muội của hắn. Thiên nhiêu cũng không tỏ ra giận dữ, chỉ lười biếng, đem tay chống lên thành xe. Ánh mắt vẫn sáng chặt lên gò má lạc tranh, thản nhiên nói. Không cần, năm nay sẽ sẽ có người lái về. Vâng, thiên ngư tiên sinh, Nhân viên trưởng đôi biết điều Lập tức rời đi Lạc tranh vô cùng thông minh Hơn nữa nàng cũng chẳng thích giả vờ ngu ngốc Hơi nhướng mày Đôi mắt tình anh mở to Thiên yêu tiên sinh Sẽ không bắt tôi thay ngài lái xe đua về đây chứ Tôi tin em sẽ không từ chối Thiên Nhiêu cười rất vui vẻ, mở cửa xe, bước xuống, làm vài động tác co rỗi chân tay. Lạc tranh cũng theo xuống xe, đi tới bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn, thì người tiên sinh Thật coi tôi như nhà vô địch châu Á sao Tôi chưa từng lái qua xe đua Sẽ rất nguy hiểm Có tôi bên cạnh em còn sợ gì Thiên Nhiêu nói xong, bàn tay to tung lấy nàng đẩy vào buồng lái, sau đó nhanh chóng nhảy vào theo, ngồi tại vị trí lúc trước của nàng. Anh điên rồi sao? Lạc tranh hôm nay, phải nói là vô cùng kinh ngạc, nhiên đầu nhìn hắn, thấy hắn không có vẻ đang đùa giỡn, lại lắc đầu. Tôi thấy anh, thật sự điên rồi. Đùa xe, vừa đã là một chuyện điên cuồng. Thượng Nghiêu nâng chuỗi hạt trên tay khẽ vuốt ve, đáy mắt nổi lên một vẻ am hiểu sâu sắc. Lạc Tranh lúc này mới nhớ tới việc tháo chiếc vòng ra, suy nghĩ một chút, lại hỏi hắn. Thượng Nghiêu tiên sinh, tôi rất muốn biết tại sao anh dừng xe lại, trong khi lẽ ra chúng ta có thể về đích trước tiên. Tuy Lạc Tranh chẳng ham gì vị trí quán quân, nhưng để vượt mất một chiến thắng trong tầm tay thì cũng thật đáng tiếc. Thượng Nghiêu nghe xong, thản nhiên nói giành được vị trí đó đối với tôi mà nói chẳng có gì quan trọng lạc tranh mỉm cười nhíu mày năm nào anh cũng tham gia đua xe nhưng lần nào cũng dừng lại ngay sát vạch đích tại sao phải như vậy bất giác nhờ đến câu nói vừa nãy của nhân viên trưởng đua xem ra hành động này của hắn đã thành thông lệ nụ cười vui vẻ trên môi thiêng nhiêu chợt lạnh nhưng chỉ trong chớp mắt hắn không trả lời câu hỏi của nàng mà lại đưa tay lên khẽ véo má lạc tranh thái độ có chút nghiền ngẫm cô gái nhỏ Em không cần phải thông minh như vậy, nhưng mà khiến tôi thực sự thích. Ánh mắt lạc tranh hơi sao động. Cô gái nhỏ, toàn thân bất giác đuổi hết da gà, có trời mới biết chưa từng có người đàn ông nào gọi nàng như vậy, ngay cả Húc Khiên cũng chưa từng. Thấy hắn tự hồ không muốn nói thêm chuyện này, nàng cũng không hỏi tới nữa, khẽ than nhẹ. Anh sẽ không thật sự bắt tôi lái xe đua quay lại đấy chứ. Anh hẳn biết rõ, tôi không thể nào lái cực nhanh được, nếu tốc độ không đạt yêu cầu sẽ khiến xe bị tổn hại nghiêm trọng. Không hề gì, em cứ từ từ học, tôi sẽ hướng dẫn cho em. Giọng điệu thương yêu bất giác trở nên vô cùng nhu hòa, đưa tay nắm lấy hai tay nàng, hướng dẫn tỉ mỉ từng thao tác vô cùng phức tạp. Thái độ học tập của Lạc Tranh cũng vô cùng nghiêm túc. Thực ra, có thể tự mình mở mang kiến thức về xe đua cũng là một chuyện may mắn. Tuy nàng là luật sư danh tiếng, nhưng tài chính cũng không dày dào đến mức có thể quan tâm tới xe đua. Có người chịu bỏ tiền bạc cùng công sức cho nàng trải nghiệm cảm giác lướt cùng tia chớp, cảm giác cũng không tệ. Nàng nghe đến mê mẩn, thái độ học tập cũng vô cùng chăm chú. Thương nhiều cúi người xuống, tự mình giảng giải từng thao tác cho nàng. Bởi không gian trong buồng lái khá nhỏ, nên chẳng mấy chốc, hai người càng sát lại gần nhau. Thật là phức tạp, tôi vốn từng chỉ đơn giản lái xe bình thường thôi. Lạc tranh thợ một hơi dài, bầu ngực căng tròn theo đó mà phập phồng, vô tình Cọ vào cánh tay đàn ông tráng kiện của thương yêu hơi thở về trên đỉnh đầu của nàng đã có vẻ đục ngầu phỏ rõ trên gương mặt xinh đẹp em chỉ cần điều chỉnh tốt phương hướng là được rồi hiểu chứ tiếng nói chậm thấp của thương yêu vang lên tỏa ra hơi thở thơm mát ánh mắt nhìn về phía nàng có chút u ám tả mị hai tay kín đáo điều chỉnh vị trí một chút càng thêm lấn mật đụng chạm tơi ngực nàng tận hưởng sự mềm mại qua lớp áo ừ nhưng mà tôi vẫn thấy hơi lo Dù sao đây cũng là lần đầu tiên lái thử Đang mạnh nghiên cứu các loại đồng hồ trên xe Lạc tranh căn bản không hề để ý Tới những động chạm đầy tả ý của hắn Chỉ thấy nơi ngực liên tục bị ép chặt Vừa điều chỉnh lại tư thế ngồi Lại càng bị ép chặt hơn Có tôi bên cạnh em Cứ từ từ thôi Giọng nói vốn trầm thấp của hắn Dường như càng trầm hơn Gương mặt cương nghị sát lại gần Thì thầm bên tay nàng Phả ra hơi thở nóng hổ lên gáy Cùng vành tay nhạy cảm lạc tranh đột nhiên đề cao cảnh giác hơi thở đàn ông nóng mỏng như thể nhen nhóm từng mồi lửa trên da thịt nàng hơi nghiêng đầu định né tránh hơi thở của hắn không ngờ ngay khi lạc tranh quay đầu lại thương yêu cũng làm ra vẻ điều chỉnh lại tư thế nhân cơ hội đó đôi môi mỏng khêu gợi nhẹ nhàng lướt trên đôi môi đỏ mọng của nàng khoảnh khắc môi chạm môi lạc tranh cảm thấy rõ ràng hắn tăng thêm lực đầu óc lạc tranh hoàn toàn trống rỗng hành động nhìn như có vẻ vô tình này lại là sự cố ý được tính toán kỹ lưỡng mang theo sự mập mờ không tả xiết thương yêu nhìn nàng đáy mắt vẫn sâu thẳm khó dò thật đúng như những gì hắn đã tưởng tượng mềm mại khiến đàn ông điên cuồng nghĩ tới đây con mắt hắn càng u tối tựa như dã thú say mồi anh lạc tranh không biết là hắn vô tình hay cố ý cũng không biết nên nói gì chỉ đành cắn môi nhích người về phía trước một chút Cố gắng tránh xa khỏi cơ thể hắn Thì ngưu tiên sinh Tôi thấy chiếc xe này anh tự lái về sẽ tốt hơn Lòng của nàng lúc này vô cùng rối loạn Ánh mắt của hắn khiến nàng cảm thấy bất an Thực sự bất an Em có biết Có bao nhiêu cô gái Áo ước được giống như em Ngồi bên cạnh tôi hay không Em thông minh như vậy Cũng nên đáp lễ mới phải thương nhiều Đem hai bàn tay to lớn đặt lên tay lái Vậy lấy lạc tranh trong ngực khiến nàng một chút không gian để trốn tránh cũng không còn. Tiếng nói nặng nhưng tảng đá đánh thẳng vào lòng lạc tranh. Hô hấp càng thêm gấp gáp. Lạc tranh vẫn cố giữ vững lý trí của mình, bình tĩnh nói. Thật xin lỗi, tình yêu tiên sinh. Tôi không phải người con gái khác, tôi là bạn gái của Húc Khiên. Nàng cảm thấy cần phải nhắc nhở hắn thêm lần nữa. Hành vi vừa chính vừa tà của người đàn ông này thật khiến nàng thấy khó xử. Thương yêu cười khẽ, lên tiếng, vẫn không buồn để ý đến lời nhắc nhở của nàng. Tôi nghĩ... Hắn cúi đầu xuống, sống mũi cao thẳng luồn vào mái tóc nàng, lại môi nóng hổi áp lên gỏ má trắng mịn, di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng như cánh hoa. Hương vị của em nhất định sẽ rất ngọt ngào. Lạc tranh không còn chỗ để né tránh, chỉ có thể mặc cho hơi thở dồn dập mạnh mẽ, nóng bỏng, tràn đầy mùi hoắc hương thơm mát của hắn bao vây lấy mình. Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Nếu như lời của thương yêu tiên sinh là muốn ám chỉ hành động vừa rồi thì thật đáng tiếc. Tôi chỉ cảm thấy giống như một con rán bỏ qua môi mà thôi. Tuy Lạc Tranh là luật sư nổi tiếng, nhưng nàng cũng chỉ là một người bình thường. Đối mặt với tình huống bị người ta đùa bỡn, chọc ghẹo, đương nhiên sẽ bực mình mà công kích lại. Đương nhiên, đây là lần đầu tiên nàng dùng thái độ này đối với khách hàng mặc dù người đàn ông này là khách hàng mà nàng đang rất muốn tranh thủ hợp tác. Những lời này một khi đã thốt ra, có lẽ sẽ dẫn tới hậu quả vô cùng lớn. Trước mắt, có thể thấy là sẽ trực tiếp chọc giận hắn, sẽ không còn bất kỳ cơ hội hợp tác nào nữa. Nhưng mà nàng thực sự không còn đủ kiên nhẫn. Kể từ khi tới Paris, nàng liên tiếp bị người đàn ông này trêu đùa. Đầu tiên là bằng lời nói, sau đó là hành động. Nếu không phải vì lấy chuyện hợp tác làm trọng, lại thêm hắn là bạn của Húc Kiên Nàng đã sớm trợ mặt rồi Nhưng mà Lời nói thốt ra đã lâu Cũng không hề có cơn thịnh độ nào chút xuống Mà là Chỉ thấy thương nhiêu không giận Mà trái lại còn cười Đôi mắt thâm thúy sắc bén Nhìn thẳng vào gương mặt trắng trèo Vô cùng bình tĩnh của nàng Đẹp tựa đó dạ lan giữa ánh trăng Hắn nhìn nàng chăm chú Không nói lời nào Khuôn mặt vô cùng cương nghị Khiến người ta khó có thể nhìn thấu thế giới nội tâm của hắn Móng tay lạc Trang lúc này dường như khẳng sâu vào lòng bàn tay, nhưng sắc mặt nàng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh như trước. Đúng là một người đàn ông vô cùng khó dây, trừ phi hắn chủ động bỏ qua cho nàng. Đều không, nàng thì không cách nào địch lại hắn. Dường như nhìn thấy sự kiên nhẫn của lạc Trang đã lên tới đỉnh điểm, khỏe môi thương yêu khẽ nhếch lên, bộ dạng vô cùng tà mị, cuồng bạo, khiến người ta phải mê muội. Cuối cùng, hắn cũng mở miệng, tiếng nói chậm thấp cất lên, mạnh theo hàm ý nửa đùa nửa thật. Thật là đáng tiếc. Lạc tranh cũng không ngờ tới, hắn lại đột nhiên thốt lên mấy lời này, ánh mắt khẽ nhộn nhạo như thể hồ nước phẳng lặng khi có cơn gió thoảng qua bỗng dưng gợn sóng. Nàng hơi nhíu mày, nhìn hắn đầy vẻ nghi ngờ. Thường nhiều hay nghiêng người về phía trước, ngũ quan cân đối đẹp tựa một thiên thần trong thần thoại Hy Lạp, toát lên vẻ cương nghị cùng uy quyền. Ở khoảng cách gần như vậy, khiến nạc tranh không thể đánh ché chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn với một thái độ vô cùng cảnh giác nàng không thể không thừa nhận người đàn ông này thật hoàn mỹ không chỉ là ngoại hình tuần tú mà còn tràn đầy khí thế thật khó tưởng tượng trên đời này lại có một người đàn ông hội tụ đầy đủ những nét đẹp vô cùng tinh tế đến vậy húc khiên thật sự là phí phạm báu vật trời ban chẳng lẽ hắn không biết em quyến giữ lễ nhường nào ư bạn gái đẹp như vậy mà để ở bên ngoài thật quá nguy hiểm Thượng Nghiêu nhích đôi môi mỏng, từng câu từng chữ thốt ra vô cùng lớn mật. Mà cách hắn nhìn về phía nàng cũng không hề che giấu ý tả mị. Lạc tranh, gây nhân nghe ra hàm ý trong lời nói của hắn, thản nhiên trả lời. Sẽ không? hôm khi và tôi thật lòng yêu nhau, anh ấy hiểu rõ tính cách của tôi. Đã yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau, đây là đạo lý căn bản. Bao năm qua, Lạc tranh chưa từng gặp một người đàn ông nào nguy hiểm như thương yêu, kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật, nàng đã từng nghe rất nhiều Nhưng mà lần này không biết là có ý gì đây Yêu nhau Thường nhiều nghe vậy miệng ai cười một tiếng Đưa tay nhẹ nhàng gầy một lọn tóc của nàng Kéo lên chóc mũi Hít thật sâu mùi hương thuộc về riêng nàng Những lời của lạc tiểu thư Thật khiến nghe nghe vô cùng cảm động thì người tiên sinh Ngài có mong muốn hoặc yêu cầu gì Xin cứ nói thẳng Lạc tranh biết rõ Người đàn ông này nhất định có mưu đồ nếu không cũng sẽ không năm lần bảy lượt gặp gỡ nàng nếu như hắn hoàn toàn không có ý hợp tác có lẽ cũng sẽ không cho nàng cơ hội tiếp cận dù chỉ là nhỏ nhất tuy nàng thực sự không hiểu rõ hắn nhưng cũng biết một người đàn ông thành đạt như vậy tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian một cách vô ích tất cả những việc hắn làm những lời hắn nói nhất định phải có mục đích Thịnh nghiêu cười vô cùng rạng rỡ nhìn nàng chằm chằm mở cái ngăn bên tay phải em lấy vật châm đó ra Lạc tranh có chút chần chừ khẽ ghét nhìn hắn Sau đó mở cái ngăn kia ra Chiếc xe này Quả thực đã được hắn cải tạo quá hoàn hảo Từng chỗ đều được đặc biệt thiết kế tỉ mỉ Trong ngăn hiện ra một chìa khóa Còn có một tờ hợp đồng Lạc tranh hơi nhíu mày Ánh mắt toát lên vẻ thấu hiểu Khi nàng nhìn thấy hai vật này cùng một lúc Trong nội tâm đã hiểu tới Bảy tám phần Hô hấp có chút rồn rập Nhưng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của nàng Suy nghĩ một chút nàng quyết định giả ngốc loại chuyện như vậy nàng đã từng gặp qua đương nhiên muốn tìm cách khéo léo mà tránh thoát bởi nếu đúng như phán đoán của nàng chiếc chìa khóa kia hẳn là thưa người tiên sinh nếu như đã bằng lòng hợp tác cùng văn phòng chúng tôi vậy thì không cần phải tìm nhiều cách thử thách như vậy trung quốc có câu nói dùng người thì không nên nghi ngờ đã nghi ngờ thì không dùng thưa Ngưu tiên sinh bản hợp đồng này có thể ký tên được rồi chứ thiên nghiêu cười cười bộ dạng vẫn khó giỏ như trước, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt nàng. Không để ý tới bản hợp đồng mà nàng vừa nhắc tới, trực tiếp cầm lấy chiếc chìa khóa trong tay nàng, nhếch môi, tà mị thốt lên. Đây là chìa khóa phòng hoàng gia tại khách sạn Bosman, thuộc sở hữu của tôi, tuyệt đối an toàn. Tâm tư lạc tranh, theo lời nói của hắn, bất giác trùng xuống. Điều phải đến cũng đã đến, chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới hắn có thể làm như vậy hắn vốn là bạn thân của Húc Khiên. Trầm Đồng nhanh chóng cân nhắc mọi chuyện, nàng muốn tìm cho được một biện pháp vẹn cả đôi đường. Chiếc chìa khóa trong tay hắn phát ra ánh sáng chói lóa, dưới ánh mặt trời, cơ hồ khiến mắt nàng nhức nhối, âm thầm hít sâu một hơi, nhìn vào cặp mắt đen thẫm của hắn, lạc tranh nở nụ cười vô tội đầy cảm kích. Thì người tiên sinh thật là người chu đáo, nhưng mà tôi cùng Húc Khiên ở Paris cũng không được lâu. Không cần phải đổi khách sạn phiền phức như vậy Khách sạn mà tình yêu tiên sinh đã sắp xếp cho chúng tôi cũng rất tốt. Ý thức của ngài, chúng tôi xin ghi tạc ở trong lòng. Thiên nghiêu nghe xong, cười vô cùng thoải mái, ánh mắt nhìn nàng lại thêm phần hứng thú. Ý đồ cũng vô cùng rõ ràng. Là tiểu thư, em luôn luôn là một người con gái thông minh, cố làm ra vẻ hồ đồ, hẳn không phải là tác phong của em. Hắn lại càng tiến đến gần, nhìn thẳng vào ánh mắt nàng. Em luôn miệng nhắc tới húc khiên, là đang sợ cái gì, là vì phòng ngừa tôi có ý đồ với em sao? Thương yêu tiên sinh, quyền cao chức trọng. Bên cạnh luôn luôn không thiếu phụ nữ. chăm mắt thương yêu tiên sinh, tôi chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ. Cho nên, sao có thể cho rằng thương yêu tiên sinh có ý đồ gì đó với mình chứ? Lạc tranh vô cùng bình tĩnh. Cũng không kinh hoàng trốn tránh như những người con gái khác. Cũng không tỏ vẻ kịch cớm mà thả nhiên cùng hắn đối đáp. Thương yêu tiên sinh đã hiểu lầm rồi. Thương yêu nâng tay lên, trực tiếp giữ lấy cằm nàng. Đôi môi mỏng cơ hồ muốn dán lên đôi môi anh đào căng mọng, hơi thở tràn ngập mùi hoắc hương nóng rực, quyện lấy hơi thở của nàng. Em thông minh như vậy, hẳn biết rõ tôi muốn cái gì. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, đem chìa khóa trong tay, một lần nữa nhét trở lại lòng bàn tay nàng, giọng nói không hề che lấp dục vọng tràn trề. Đêm mai 9 giờ, tôi ở khách sạn chờ em, tôi chỉ muốn em một đêm mà thôi. Sau một đêm, em sẽ nhận được thứ em muốn. Em yên tâm, chỉ có một đêm, húc khiên, hắn sẽ không phát hiện ra gì hết. Cùng với lời nói tà ác, bàn tay to của hắn chậm rãi rời xuống, hơi nóng ra thịt phía sau lưng nàng. Nụ cười trên môi lạc tranh ngưng lại, nàng không khiếp sợ, cũng không hất bàn tay không ăn phận của hắn xuống. Chỉ là không ngờ tới, hắn lại rất khoát để rút yêu cầu quá đáng như vậy. Thấy ánh mắt của nàng dần trở nên ngưng trọng, Thương yêu nâng chiếc cằm nhỏ của nàng lên, khẽ vuốt ve, cất tiếng nói càng thêm rõ ràng. Lạc tiểu thư, em đừng quên, tôi là thương nhân, sẽ đứng trên lập trường của kinh doanh nhìn nhận vấn đề. Em muốn có thứ mình muốn, thì tôi cũng phải đạt được thứ tôi muốn. Ánh mắt hắn vẫn kín như bưng. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần em một đêm. Nếu như em thực sự muốn hợp tác, hãy chứng tỏ thành ý cho tôi thấy. Chỉ có thông qua phương thức này tôi mới biết rốt cục em có được bao nhiêu thành ý. Lạc tranh chỉ cảm thấy gương mặt như tê dại, cảm giác vuốt giá theo từng lỗ chân lông thấm vào trong máu. Nàng không khỏi cất tiếng cười lạnh lùng. Tôi vẫn tưởng thương yêu tiên sinh, không giống như những người đàn ông khác. Xem ra, là tiểu thư sớm đã thân kinh bách chiến. Ánh mắt thương yêu bỗng dưng chuyển lạnh, lộ ra tia âm mưu vô cùng, khoái môi đang tươi cười cũng lạnh băng. Đã như vậy, để mai chúng ta tiến hành như thỏa thuận Lạc tranh nghe ra ý mỉa mai Cùng khinh thường trong lời nói của hắn Cũng không có bất kỳ lời giải thích Chỉ thản nhiên nói Ngài sai rồi, thương nghiệp tiên sinh Tôi có quyền cự tuyệt Cho dù tôi có thân kinh bách chiến Cũng phải tìm đối tượng thích hợp Thiên yêu nghe vậy, buông cầm nàng ra Nét biển mai trong mắt Giờ biến thành nghiền ngẫm Theo tôi biết, em đã không có quyền lựa chọn Trừ phi vì... Em không quan tâm tới sự sống còn của văn phòng luật Lạc Trang nhìn hắn Thì nhiều tiên sinh Dùng cách này để uy hiếp Không phải quá nhẹ tay sao Danh tiếng văn phòng của chúng tôi Không phải tạo dựng nên trong một hai ngày Chẳng lẽ Thì nhiều tiên sinh thật sự cho rằng Chúng tôi sẽ bởi vì mất đi một khách hàng Mà phải đóng cửa hay sao Tôi chỉ từng hoài nghi năng lực của Húc Khiên Huống chi Hắn còn có một người phụ nữ thông minh như em hỗ trợ Chẳng qua Thương Nhiêu nở nụ cười vô cùng thoải mái, nói tiếp. Việc đời khó đoán, công việc kinh doanh chẳng có ai dám nói chắc. Khi lãi khi lỗ cũng là chuyện hết sức bình thường. Húc khi lần này tới Pháp giúp sức, sức tìm kiếm khách hàng. Kết quả thế nào, em cũng thấy rồi đấy. Lạc tranh không thể phản bác lại. Những gì hắn nói quả không sai. Lần này, nếu Húc Khiên có thể tìm được khách hàng nặng ký, thì đã không đem toàn bộ hy vọng đặt lên thương nhiêu. Tranh thủ lấy lòng hắn để đạt được hợp đồng. Chỉ có điều nàng nhận thấy thực tế không đơn giản như họ đã tưởng tượng nếu như bên em có thể hợp tác với tôi lần này thì trong vài năm tới văn phòng luật sẽ đủ khả năng lội ngược dòng cho dù xem như thời kỳ quá độ cũng được ít nhất cũng là cơ hội để bên em tranh thủ kiếm tiền phải nói việc trước mắt em chính là mấu chốt đạt được thành công cũng đồng nghĩa với tiền đồ sáng lạn nhưng mà nếu để vượt mất thương yêu nhún vai cười tả mị quý vị sẽ lại lần nữa phải khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, đơn giản vậy thôi. Lạc tranh chăm chú nhìn hắn, ánh mắt trở nên sắc bén, bàn tay theo bản năng nắm chặt lại. Hắn nói không sai, phân tích rất chính xác. Cho tới bây giờ, nàng mới biết được, thì ra, người đàn ông này đã sớm đem tình hình của văn phòng nàng tìm hiểu kỹ càng. Nhưng nàng vẫn làm ra vẻ lạnh nhạt, hờ hững. Mà thực ra, hắn cũng không phải cần tỏ vẻ, bởi hắn quả thực có đủ tư cách lạnh nhạt, hờ hững như vậy. Lạc tiểu thư, em chỉ có cơ hội duy nhất này thôi. Đêm mai, sau 9 giờ thấy em không tới, tôi sẽ coi như em tự động bỏ cuộc. Thiên nhiêu khẽ nở nụ cười vô cùng gian tà, hệt như quỷ Satan một tay che trời, hoàn toàn phá hủy hy vọng của người khác. Bầu trời trăm xanh, không gợn chút mây, hoa hạng nhất, chuyến bay từ Paris về Hồng Kông. Lạc tranh vùi người trong sofa trắng như tuyết, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, mái tóc dài buông xõa, giờ phút này trông nàng chẳng còn chút gì mạnh mẽ cứng cỏi, mà ngược lại, giống như một đứa nhỏ yếu ớt khiến người ta đau lòng. Tranh tranh, chồng em mệt mỏi quá rồi, ngủ một chút đi. Ôn Đức Khiên đưa tay kéo lại chăn cho nàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Lạc tranh không nhắm mắt, nằm đó lặng lặng nhìn Ôn Đức Khiên, ánh mắt có chút thất thần. Ôn Đức Khiên đờ nụ cười âu yếm, nhẹ nhàng vén tóc ra sau tay cho nàng, ôn nhu hỏi. Em sao vậy? lạc tranh khẽ thở dài vẫn không nói gì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu tranh tranh em còn chưa nói cho anh biết tại sao phải vội vã trở về như vậy ôn húc khiên đưa tay vịn lên thành sofa chăm chú nhìn nàng lạc tranh khẽ cào cánh tay của ôn húc khiên gối đầu lên đó như trẻ con nhắm mắt khẽ nói nếu không cách nào hợp tác chỉ bằng chúng ta sớm dậy đi một chút trở về hồng kông tìm cách khác cũng không muộn nói xong khẽ thở dài một hơi chỉ cảm thấy nơi ngực vẫn đè nén như cũ nàng không thể không trốn chạy khi người đàn ông kia cầm chiếc khóa phòng khách sạn sáng loáng đặt vào tay nàng nàng đã có quyết định này người đàn ông này không đơn giản tối thiểu nàng cũng không dám cam đoan mình sẽ lấy được gì từ hắn cứ coi như muốn hợp tác nàng cũng sẽ phải tuân theo điều kiện cung phụng hắn cả đêm yêu cầu của hắn rất đơn giản cũng rất rõ ràng chính là yêu cầu của một người đàn ông đối với một người phụ nữ hắn muốn thân thể nàng nàng không còn là một cô gái mơ mộng viển vông thương nhiên một khi đã nói ra yêu cầu của hắn thẳng thắn như vậy nghĩa là hắn muốn đạt được nàng không muốn tới khách sạn cùng hắn đàm phán gì cả nếu như có thể đàm phán thì ngày hôm qua tại trường đua đã có thể làm được rồi còn như hắn đã nói ra vậy thì không có bất kỳ sự lựa chọn nào chỉ cần nàng tới khách sạn điều duy nhất chờ đợi nàng chính là cùng hắn phát sinh quan hệ nàng không thể có lỗi với húc khiên Loại chuyện như vậy nàng không làm được Bởi vì nàng tin tưởng Trên đời này không có chuyện gì có thể giấu mãi Nếu dùng cách này có thể có được hợp đồng Một khi chuyện này chuyển tới tay húc Kiên, Làm sao anh có thể chịu đựng nổi Người bạn tốt mà anh luôn tin cậy Lại cùng bạn gái của anh phát sinh quan hệ Tuyệt đối không được Lạc tranh nhẹ nhàng Hít lấy hơi thở ôn hòa trên người ôn húc Kiên, Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót Người đàn ông này tốt với nàng đến vậy Sao nàng có thể làm ra loại chuyện phản bội anh? Chuyện đã tới nước này, nàng chỉ có thể cầu khẩn ông trời cho nàng một cơ hội, để nàng có thể cứu vãn lấy uy tín của văn phòng. Thế người tiên sinh, đưa ra quyết định như vậy, nhất định có nguyên nhân. Ôn Húc khiên không hề hay biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì. Thấy Lạc Tranh dầu dĩ không vui, còn tưởng rằng vì không thu xếp được chuyện hợp đồng, nhẹ nhàng cười. Tranh Tranh, em không cần quá buồn phiền, mọi việc rồi sẽ có cách giải quyết. Không phải sao, anh biết Em đã tận lực là được rồi Lạc tranh chăm chú Nhìn khuôn mặt ôn hòa như nước của ôn húc hiên Đau lòng, đưa tay khẽ bút ve hắn Húc hiên Tâm địa anh luôn tốt như vậy Anh coi hắn là bạn tốt Liệu hắn có coi anh là bạn tốt không đây Ngay cả bạn gái của anh Hắn cũng muốn nhúng chàm Tận đáy lòng, nàng thầm nghĩ Đương nhiên, những lời này tuyệt đối không thể nói ra miệng Ôn húc ôn nhu nằm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng hôn. Chỉ cần chúng ta không làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Với bạn bè cũng không thể quá ép buộc. Húc khiên. Lạc tranh vô cùng cảm động nhưng tận đáy lòng lại nổi lên cảm giác dầu dĩ vô cùng khe khẽ thở dài cảm nhận chút hơi ấm trên người anh. Em sẽ không khoanh tay đứng nhìn văn phòng xảy ra chuyện nhất định như vậy. Trong lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm Sau khi trở lại Hồng Kông Lạc Tranh lập tức vừa đầu vào giải quyết công việc Gặp gỡ khách hàng Tiếp nhận án mới Thu thập chứng cứ hiện trường Tìm kiếm nhân chứng, lập hồ sơ Chạy tới chạy lui giữa văn phòng với tòa án Lựa chọn thành viên buổi thẩm đoàn Chờ ngày mở phiên tòa Trực tiếp thượng đình Công việc bận rộn đến nỗi Nàng đã hầu như quên hết mọi chuyện phát sinh tại Pháp Hình ảnh người đàn ông nửa chính nửa tà kia Cũng dần mơ hồ trong đầu nàng lạc luật sư chị khỏe chứ tôi đã lấy vụ hồ sơ giám đốc từ quấy dối tình dục đến nhân viên cấp dưới khi lạc tranh còn đang bận rộn xem hồ sơ vụ án cửa văn phòng đột ngột mở ra một trợ lý vóc dáng thanh nhã bước vào lễ phép nói lạc tranh không ngẩng đầu vẫn chăm chú đọc hồ sơ như trước nhẹ nhàng nói chứng cứ vẫn trong giai đoạn thu thập hồ sơ tạm thời chưa đủ để để đơn lên tòa giám đốc từ là thành viên của một tập đoàn tại hồng kông trước đây vẫn luôn là khách hàng của văn phòng ngay khi lạc tranh từ pháp trở về liền nhận được lệnh triệu tập của kiểm soát viên tố cáo giám đốc từ quấy rối nữ nhân viên cấp dưới khiến nàng phải một phen bôn ba tới đồn cảnh sát nộp tiền bảo lãnh để cho ông ta được tại ngoại sau đó liền chìm trong đống hồ sơ vụ kiện này tiếng cô nữ trợ lý lại lần nữa vang lên vô cùng ngọt ngào và lễ phép xin lỗi lạc luật sư chị không cần phụ trách vụ giám đốc từ nữa lạc tranh dừng động tác lật hồ sơ khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trợ lý cách đó không xa. Lời quyết định của ai? Là ôn tiên sinh. Nếu trợ lý mỉm cười. Thế, ai sẽ tiếp nhận vụ án này? Lạc tranh nhẹ nhàng hỏi lại. Lạc luật sư, ôn tiên sinh đã quyết định để cho tôi tiếp nhận vụ kiện này. Cô! Lạc tranh lúc này mới cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt. Cô ta trông giống như một sinh viên thanh thuần, xem ra mới tốt nghiệp trường luật chưa được bao lâu. Làn da bánh mật khỏe mạnh, không khó nhận ra, cô ta rất thích tắm nắng, vóc người khá tiêu chuẩn, chỉ là Thật xin lỗi, tôi không có chút ấn tượng nào với cô cả. Thật sự Lạc Tranh cũng chưa từng gặp qua cô gái này. Cô gái kia nhẹ nhàng cười. Lạc luật sư khá bận rộn, tôi lại chỉ là một nhân viên bình thường, Lạc luật sư làm sao có thể nhớ rõ chứ? Tôi làm việc ở công ty đã hơn 3 tháng, là trợ lý của ông luật sư, thực ra tôi cũng học ngành luật. Dạ vậy Lạc Tranh khẽ gật đầu. Bởi vì hai năm gần đây, văn phòng luật phát triển khá nhanh, kéo theo số nhân viên các phòng ban tăng lên không ít, cho nên có rất nhiều người mới nàng không hề biết. Cô tên là gì? Lạc luật sư, tôi tên là Diêu Vũ. Ngưỡng bộ đại danh luật sư đã lâu, hy vọng sau này có thể học hỏi chị cùng ông luật sư nhiều hơn, rất mong được chỉ giáo. Diêu Vũ tiến lên, chủ động giơ tay ra. Lạc Tranh khẽ đưa tay đáp lễ, cũng không hỏi thêm gì về các vấn đề cá nhân của cô ta Chỉ dứt khoát hỏi một câu Bữa rồi cô nói gì Xin nhắc lại lần nữa Diệp Vũ hơi sững sờ Có vẻ cô ta không hiểu câu hỏi của Lạc Tranh Về việc cô tiếp nhận vụ án của giám đốc từ Lạc Tranh lấy ngón tay Chỉ về phía tập hồ sơ trên bàn Cô ta mới bừng tỉnh Hơi nhíu mày cười À là thế này Ý của ông luật sư là Được rồi cô không cần nói nữa Lạc Tranh lên tiếng ngắt lời cô ta cầm mấy hồ sơ đứng dậy, nhìn vào mắt Diêu Vũ, cất tiếng nói vô cùng chân thành và nghiêm túc. "Tôi nghĩ, cô nên làm trợ lý luật sư một thời gian nữa, muốn làm luật sư, mỗi một thời một khác, đều phải nhớ kỹ từng lời mình đã nói ra, còn nữa." Nàng đưa tay chỉ vào đầu. "Chỗ này lúc nào cũng phải duy trì sự bình tĩnh sáng suốt, ít nhất cũng phải phản ứng nhanh, cô còn chưa đủ tư cách này." Nàng nói xong, liền bước ra khỏi phòng làm việc. Diêu Vũ bị Lạc Tranh nói sau mặt hết đỏ lại tái gắt gao cắn chặt môi một lúc sau mới dầu dĩ bước ra khỏi phòng tại sao phải làm như vậy trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của ôn húc khiên ra lạc tranh lên tập hồ sơ giải cộm đặt xuống trước mặt anh hai tay chống lên cạnh bàn đôi mắt tinh anh lộ do ý không vui nhìn anh ôn húc khiên nhìn thoáng qua chỗ hồ sơ hiểu ngay nàng đang ám chỉ chuyện gì nhẹ nhàng cười tranh tranh anh cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi anh biết Em luôn không thích nhận mấy vụ kiện kiểu này Vậy Cũng không thể đem vụ kiện Giao cho một người mới được Cô ấy đến phản ứng tối thiểu của một luật sư Cũng không có Đứng trên tòa Làm sao có thể thuyết phục được bồi thẩm đoàn Kiểm sát trưởng Nhất định sẽ phận cho cô ấy tơi bời cho xem Lạc tranh khẽ than Đưa tay dây dây thái dương đau nhức Tranh tranh Ôn Đức Hiên đứng dậy Đi đến phía sau nàng Bỏng tay vây lấy khiến cả người nàng dựa vào ngực anh Tạo cơ hội cho người mới cũng nhân thể bồi dưỡng một luật sư ưu tú không phải sao lạc tranh quay đầu nhìn anh trong ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu húc khiên anh biết rõ giám đốc từ còn đợi văn phòng chúng ta bao nhiêu giờ tư vấn luật chứ hơn một nghìn ba trăm giờ anh nhớ rất rõ ràng ôn húc khiên ôn nhu nhìn nàng anh hiểu ý em từ khi công ty lâm vào cảnh khó khăn trước mắt giám đốc từ coi như đã trở thành khách hàng quan trọng nhất của chúng ta nhưng mà tranh tranh Ông ta bị tố cáo quấy rối nữ nhân viên cấp dưới. Loại vụ kiện này để em tự mình xử lý. Có phải là chuyện bé sẽ ra to không? Chẳng thà giao cho người mới làm. Người mới, dù có làm cũng nên tiếp nhận vài vụ kiện dân sự trước đã. Húc khiên à, đây là án thương mại. Nhớ chẳng may cô ấy thua thì sao? Lạc tranh, thực không hiểu nổi suy nghĩ của anh, phản bác lại. Anh cần phải rất rõ ràng. Tình hình hiện tại của văn phòng chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Tranh tranh, Em có nghĩ tới hay không? Có lẽ giám đốc từ kia thật sự có thói quen quê dỗi như nhân viên cấp dưới. Em bảo chúng ta chỉ có thể thắng. Cũng tức là cho dù giám đốc từ thật sự có tội, chúng ta cũng phải giúp hắn giải vây. Anh không muốn em phải đối mặt với tình huống đó, hiểu chứ? Ôn Đức Khiên đau lòng nhìn nàng, lời nói vô cùng tha thiết. Lạc tranh đáy mắt khẽ sao động, hít sâu một hơi, cụp mắt xuống. Húc Khiên, em biết anh quan tâm em, nhưng mà chúng ta đã không còn quyền lựa chọn cho dù em có muốn thụ lý vụ kiện kiểu này hay không thì cũng vẫn phải nhận cũng có khả năng cô nhân viên kia nói dối mưu đồ đòi tiền bồi thường chứ húc khiên chúng ta đã không có quyền lựa chọn vụ án đem vụ này giao cho người mới là một hành động hết sức mạo hiểm vì sao em không hiểu cho lòng anh ôn húc khiên than nhẹ một tiếng hai tay bóp chặt vào vai nàng em phải rất rõ ràng nếu nhận vụ án này sẽ phải hao tối mất bao nhiêu thời gian tranh tranh anh chỉ muốn cùng em hưởng thụ thế giới của hai người húc khiên lạc tranh lúc này mới hoàn toàn hiểu tâm tình của anh trong lòng tràn ngập cảm động đưa tay khẽ vuốt mà anh dịu dàng nói hiện giờ là thời điểm mấu chốt của công ty chờ khi vượt qua giai đoạn này em sẽ không nhận vụ kiện nào nữa được không cho dù mất đi công ty cũng không sao anh chỉ muốn có em ở bên anh thôi ôn húc khiên ôm chặt nàng dịu dàng thì thầm bên tai tranh tranh em đối với anh rất quan trọng hiểu không em hiểu em hiểu là tranh công ôm chặt anh nhưng mà húc kiên vì em yêu anh nên mới cảm muốn bảo vệ tâm huyết của anh không phải sao nói xong nàng ngẩng đầu nhìn anh tin tưởng em được không ôn húc kiên dịu dàng vuốt ve gương mặt của nàng hơi thở ôn hòa khẽ quét lên làn da mịn màng sau một khắc cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu